Nhâm Phi Phàm tựa hồ rất hài lòng cái kết quả này, vung tay lên, vậy nhiều như vậy kiếm thế tiên dịch đã biến mất không gặp. Hiển nhiên là tiến vào đế kiếm thế giới. Nếu chúng ta làm hai khoản giao dịch đều như vậy vui vẻ, người có thể hay không nói cho ta, vật này đến tột cùng là đâu bên trong được tới. Đế kiếm nói. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, huyết quang mơ hồ chảy ra, nói, thật ra thì trước đó vài ngày, ta đi khắp địa tâm vực, bất ngờ phát hiện một nơi. Bởi vì và kiếm thế trần địa có chút tương tự, liền hấp dẫn ta tiến vào trong đó, bên trong hoặc hơn hoặc ít có chút nguy hiểm, nhưng không đủ gây sợ hãi, kết quả, liền được những thứ này. Các ngươi chẳng lẽ không biết địa tâm vực còn có chỗ này? Nghe được Nhâm Phi Phàm trả lời, đế kiếm lẩm bẩm nói, quả nhiên. Ta một mực lấy là tên kia đã chết, lại còn cẩu hoạt phu thế. Kiếm thế trần địa, kiếm thế tiên dịch, từ tên chữ tới xem, thì có nhân quả liên quan. Người này lại có thể một mực ở địa tâm vực, sợ rằng những lão gia hỏa kia cũng không cách nào nghĩ đến. Nhâm Phi Phàm nhưng là đột nhiên xen vào nói, hắn đã chết, tựa hồ đã chết rất lâu. Từ hắn xương trắng bên trên tới xem, năm đó, hiển nhiên bị thương rất nặng. Ta không quan tâm các ngươi có gì nhân quả liên quan, ta chỉ hy vọng, cái đó điều kiện ngươi có thể làm được. Diệp Thần không thể chết được, coi như vực ngoại tất cả mọi người đều chết, hắn cũng không thể chết. Biết chưa? Kiếm thế trần địa dự tính ban đầu, các ngươi hẳn rất rõ ràng, chắc hẳn chủ nhân của các ngươi cũng cùng các ngươi nói qua, chỉ có loài người võ giả mới có thể thay đổi chiến cuộc. Mà thay đổi chiến cuộc người, là chân chánh thiên tuyển chi tử. Nói tới chỗ này, Nhâm Phi Phàm mở ra cái hộp kiếm, nói tốt lắm, cũng nên đưa các ngươi hồi địa tâm vực. Đế kiếm và tướng kiếm hóa thành một đạo lưu quang ngay tức thì tiến vào cái hộp kiếm bên trong. Nhâm Phi Phàm cõng cái hộp kiếm, bóng người hơi có vẻ tịch mịch, hư không biến dạng, hướng một phương hướng đi. Mà đang ở Nhâm Phi Phàm sau khi rời đi không bao lâu. Một người mặc đồ xanh, vóc người uyển chuyển, ấn đường có một viên mụt ruồi son thiếu nữ xuất hiện. Thiếu nữ nhìn chung quanh bình tĩnh, môi đỏ mọng hơi dương ra, ngoài ý muốn nói, lại có người trước ta một bước. Mấu chốt ngắn như vậy thời gian, hắn là làm sao làm được? Là Hà Gia Gia cho ta bản danh sách bên trên, không có cái này. Thiếu nữ đôi mi thanh tú đông lại một cái, tựa hồ hạ định quyết tâm, mới vừa dự định và Nhâm Phi Phàm như nhau biến dạng hư không lúc đó, dị biến nổi lên. Vậy hư không giống như chặn một cái giống như tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào biến dạng. Thiếu nữ lại thử mấy lần, nhưng đều là giống nhau kết quả. Cái này, điều này sao có thể, ta chăm giả cảnh tu vi. Chẳng lẽ liền biến dạng vực ngoại hư không đều không cách nào làm được? Vẫn là nói, cái này. Lời còn chưa nói hết, một cái còng lưng phá y ông già chậm rãi đi tới. Ông già đi tới bên cạnh cô gái, khá là hiền hòa cười một tiếng, tiểu nghiên, không cần uổng phí khí lực, tên kia sớm liền phát hiện sự tồn tại của ngươi, sở dĩ chỉ là thiết trí trận pháp để cho ngươi không cách nào biến dạng, là bởi vì là không từ trên mình ngươi cảm giác được sát ý, nếu như ngươi trước bộc phát sát ý. Chỉ sợ cũng không phải cái này thiết tường vách sắt. Vậy ngươi đã biến thành một cổ thi thể. Thiếu nữ trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, nói, vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Không theo dõi tên kia. Ông già tròng mắt híp, nói ta đại khái đoán được tên này sẽ đi nơi nào, ngươi cùng ta tới là được. Một già một trẻ hai đạo thân ảnh, chính là hướng một phương hướng đi. Bọn họ bước chân cực kỳ nhẹ, nhưng đi chưa được mấy bước. Liền hoàn toàn biến mất ở nơi này một phiến thiên địa bên trong. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Cùng lúc đó, địa tâm vực. Kinh chập trong bí cảnh. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, cái này kinh chập bí cảnh, bầu trời vĩnh viễn là khói mù nặng nề hình dáng, nổi lên vô cùng sấm sét, thỉnh thoảng có màu tím, màu đỏ điện mang, từ chân trời bổ xuống, nổ tung ngàn dặm, thanh thế đặc biệt nguy nga. Ở giữa thiên địa, mây sấm ảm đạm. Mặt đất bên trên, dãy núi liên miên mấy ngàn dặm, một mắt không thấy được cuối, tất cả dãy núi, cũng không có cỏ cây sinh trưởng, toàn bộ bị lôi điện cày qua ngàn vạn lần, đất đai là đỏ nhạt màu sắc, không gặp có một chút sức sống, không khí vô cùng khô khan, gần như làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần đã bắt được Tiêu Bố Y hơi thở, một đường bay vút, mang Tiêu Khinh Nhan đi tới núi hoang chỗ sâu. Nhưng gặp một lần mặt vách núi, đứng đối diện nhau, vây ra một phiến lớn như vậy đất trống. Mà ở mảnh địa phương này bầu trời, treo treo một người đàn ông.
Nam tử kia cả người bị xiềng xích chất cốc, khóa một đầu, buộc tay hắn tay chân cùng thân thể, một đầu khác kéo dài đến bốn phương vách núi bên trong, thật sâu khảm nạm ở vách núi bên trong. Tí tách, tí tách, tí tách. Cách mỗi hai cái hô hấp thời gian, liền có một đạo thiên lôi, hoặc là tia chớp, từ trên trời hạ xuống, hung hăng bổ vào nam tử kia trên thân thể. Nam tử đầu bù xù mặt dơ bẩn, không thấy rõ hắn hình dáng, hắn cả người quần áo lam lũ, chỉ có hơi co giật thân thể, có thể nhìn ra hắn là một người sống, còn miễn cưỡng sống tạm trước. Loại đau khổ này đơn giản là không thuộc về mình. Nếu như kéo dài lại lâu một chút, đủ để phai mờ người thần hồn và ý chí. Diệp Thần cùng Tiêu Khinh Nhan đứng trên mặt đất, nhìn giữa không trung, răng khắp nơi xiềng xích, còn có vậy bị xiềng xích buộc nam tử, hai người đều là vô cùng rung động. Cho dù hai người có bữa kiếm bảo vệ, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này sấm sét hơi thở đáng sợ. Nam tử kia không biết bị nhốt bao lâu, thời thời khắc khắc chịu đựng sấm sét bổ, thống khổ hành hạ có thể tưởng tượng được, vậy thì thật là kháng khít luyện ngục vậy khổ sở. Hắn cảm giác được có người tới. Cũng có một chút phản ứng. Nhưng phản ứng đầu tiên là nhận vì mình xuất hiện ảo giác. Nơi này trừ cái tên kia, lại làm sao có thể sẽ lại còn người xuất hiện đâu. Tiêu Bố Y, là ngươi sao? Diệp Thần nhìn nam tử kia, nhẹ giọng mở miệng nói. Nam tử kia nghe được có thanh âm, hơn nữa còn là thiết thiết thực thực thanh âm, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt từ hỗn loạn oành phát bên trong bắn ra, dị thường nhọn ác liệt, khi thấy Diệp Thần. Cảm nhận được Diệp Thần trên mình nhân quả lúc đó, thanh âm run rẩy nói, luân hồi chi chủ, là ngươi. Nam tử này, tự nhiên chính là Tiêu Bố Y, luân hồi thiên kiếm chân chính núp người, kiếm thần lão tổ thân truyền học trò. Cũng là có khả năng nhất vượt qua kiếm thần lão tổ tồn tại. Diệp Thần khá cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới đối phương thời gian đầu tiên liền nhận ra mình, nói, ngươi nhận được ta. Tiêu Bố Y ha ha cười một tiếng. Nói ta năm đó dùng ngươi thiên đế cốt đúc kiếm, ngươi đừng nói sống lại, coi như hóa thành cho, ta cũng nhận được ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, nghe nói ngươi năm đó, là một cái khí si, vì luyện khí đúc kiếm, liền mình phụ mẫu đều có thể giết chết. Tiêu Bố Y cười một tiếng, ngược lại là khá là thản nhiên nói, ngươi biết ta qua lại. Ừ, ta đã từng là xác thực thử qua, dùng phụ mẫu máu tươi tế kiếm, vậy cũng không việc gì, thái thượng vong tình. Luân lý làm người chi đạo, tại ta mà nói, đều là vô căn cứ, vì chứng đạo, cái gì đều được bỏ qua. Thế gian bất kỳ nói, như muốn theo đuổi trình độ cao nhất, đến lượt như vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thần trong lòng bộ dạng sợ hãi, không nói ra lời. Tiêu Khinh Nhan cũng là sợ hãi, giống vậy bị Tiêu Bố Y lời nói này rung động đến, không nói một lời. Nàng coi như lại tàn bạo, vậy không làm được Tiêu Bố Y như vậy. Cầm phụ mẫu tế trời bước, thủ đoạn chân thực quá tàn nhẫn. Tiêu Bố Y gặp Diệp Thần không nói lời nào, liền cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu sớm mấy trăm năm xuất hiện, vậy cũng tốt, còn có cơ hội cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, nhưng bây giờ, không thể nào. Diệp Thần nói, tại sao? Tiêu Bố Y nói, bởi vì, nơi này đã bị Tài Quyết Thánh Đường khống chế. Ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng ta khuyên ngươi lập tức rời đi. Nếu không Tài Quyết chi chủ, rất nhanh đánh đến nơi, đem ngươi giết chết. Ngay lúc nói chuyện, Tiêu Bố Y cánh tay rung lên, vậy từng cái xích sắt rung chuyển, hiển hóa ra từng cái màu bạc trắng phù văn. Phù văn kia, mang thần thánh trói lọi, chính là Tài Quyết Thánh Đường đặc biệt phù văn. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, nhất thời bắt được một món cổ xưa thiên cơ. Tiêu Bố Y nói không sai, nơi này đích xác bị Tài Quyết Thánh Đường khống chế. Liền vậy kinh chập thiên châu cấm chế, vậy đặc biệt tăng cường qua. Chính là bởi vì cấm chế tăng cường, cho nên Diệp Thần không phá nổi, cuối cùng là lợi dụng vạn yêu tiên trì, mới miễn cưỡng phá vỡ. Nhưng ở lúc trước, kinh chập thiên châu cấm chế, không cường đại như vậy, năm đó Trấn Nguyên yêu tôn, thì ung dung đi vào qua. Tài Quyết chi chủ hôm nay yếu ớt, nguy cơ triền thân, không dám tùy tiện bại lộ, hẳn không biết hạ xuống. Dừng một chút. Diệp Thần nghĩ đến Tài Quyết chi chủ hôm nay khốn cục, nói. Tiêu Bố Y cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, người có lẽ không biết, ta đối với Tài Quyết chi chủ giá trị rốt cuộc ý vị như thế nào, người dám xông vào nơi này, hắn coi như liều mạng, đều phải giết chết ngươi, miễn được ngươi đánh loạn hắn kế hoạch. Diệp Thần nói, hắn có kế hoạch gì?
Tiêu Bố Y nói, nếu như ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi, nhưng, ngươi tự thân khó bảo toàn, không thể nào cứu ta, vẫn là mau trốn mệnh đi đi. Cái này kinh chập bí cảnh, khắp nơi hiện đầy sấm sét sát phạt hình phạt, Tiêu Bố Y vạn năm chịu khổ, rất muốn chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng, hắn cũng biết, trước mắt chỗ này, bị Tài Quyết Thánh Đường khống chế được, Diệp Thần muốn cứu vãn hắn, là tuyệt đối cũng không khả năng. Có thể hay không cứu ngươi đi ra ngoài, vậy phải thử qua nói sau. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, Tiêu Bố Y giá trị, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn không thể để cho Tiêu Bố Y rơi vào Tài Quyết Thánh Đường trên tay. Bỏ mặc Tiêu Bố Y nhân phẩm như thế nào, tóm lại vẫn là phải trước cứu đi hắn nói sau. Chỉ cần Tiêu Bố Y ở trên tay hắn, hắn liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy từng cái xiềng xích, đột nhiên nhắc tới Long Uyên Thiên Kiếm, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân thể giống như đạn đại bác bay lên không, vọt tới bầu trời, thân kiếm ánh sáng tách thả ra, giống như Thái Dương, lăng không nhất kiếm phách đánh tiếp. Chanh! Cuồng bạo một kiếm, bổ vào vậy từng cái xích sắt trên, nổ lên liên tiếp sao hỏa, lưu diễm bắn ra bốn phía. Diệp Thần dùng hết toàn lực một kiếm, liền ngân hà đều có thể bổ ra, nhưng lại có thể không thể chém gãy những cái kia xiềng xích. Vậy từng cái xích sắt trên, màu bạc trắng thánh đường phù văn, đang không ngừng lóe lên, ngăn trở hắn kiếm khí sát phạt. Đáng chết! Thấy vậy, Diệp Thần nhất thời sắc mặt trầm xuống. Nếu như thông thường cấm chế xích sắt, không ngăn được kiếm hắn, nhưng cái này xích sắt, lại bị Tài Quyết Thánh Đường rèn luyện qua, ra chỉ đặc chế phù văn, quy luật lực lượng vô cùng là vững chắc, trong thời gian ngắn, hắn cũng không khả năng phá vỡ. Nếu như dùng đạo linh lửa, trực tiếp xung luyện thiêu hủy nói, có lẽ có thể, nhưng vậy cần rất dài thời gian, rất có thể phát sinh biến cố. Ha ha, ta nói không sai chứ. Không nên uổng phí khí lực, ngươi không thể nào cứu ta đi ra ngoài, đi nhanh một chút đi, nếu không, ngươi cũng phải cấp ta chôn theo. Tiêu Bố Y lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Thần cũng không nổi giận, suy nghĩ trong chuyển động, phúc tới tâm linh, nghĩ tới một cái phương pháp. Lập tức bay đến Tiêu Bố Y trước mặt, bắt vậy từng cái xích sắt, trầm hát nói. Minh tự quyết, cửu thiên phá toái đạo. Một món hung hãn nguyên thuật hơi thở, mang vô thượng bể tan tành nghĩa sâu xa, từ Diệp Thần bàn tay bộc phát ra, hóa thành một món ánh sáng đen, hung hăng đánh vào vậy cấm chế xích sắt trên. Rắc rắc, phịch, vậy từng cái cấm chế xích sắt, ở Minh tự quyết dưới sự xung kích, nhất thời vết nứt, sau đó phanh nhiên nghiền, hóa thành đầy trời loạn xạ thiết tiết. Xích sắt vừa vỡ, vậy từng đạo thánh đường phù văn, mất đi phụ thuộc vào, hu hu vang dội, hóa thành màu bạc lưu quang, tiêu tán ở trong hư không. Quả nhiên có hiệu quả. Thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng vui mừng. Nếu Tài Quyết Thánh Đường phù văn, khó mà phá giải, vậy hắn dứt khoát cũng không phá giải, mà là trực tiếp lợi dụng Minh tự quyết, nghiền nát xích sắt, cấm chế tự nhiên không đánh tự thua. Minh tự quyết, ngươi làm sao sẽ... Tiêu Bố Y thấy Diệp Thần thần thông, nhất thời kinh hãi được tột đỉnh. Phải biết, Minh tự quyết nhưng mà cửu thiên thần thuật, bị Vũ Hoàng cổ đế truyền cho kiếm thần lão tổ, cực kỳ thâm ảo phức tạp. Cho dù là Vũ Hoàng cổ đế đây, cũng không có lĩnh ngộ Minh tự quyết bí ẩn. Cái này thế gian, trừ phi có kiếm thần lão tổ truyền thụ, nếu không người ngoài tuyệt không khả năng lĩnh ngộ Minh tự quyết. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần lại có thể cùng kiếm thần lão tổ có liên quan? Tiêu Bố Y nội tâm bên trong, thoáng qua vô số kinh hãi ý niệm, hắn cả đời này, ai cũng không sợ, duy chỉ có sợ kiếm thần lão tổ, bởi vì đó là hắn tổ tiên cùng sư phụ. Tất cả cấm chế xích sắt, hoàn toàn nghiền, Tiêu Bố Y lấy được tự do lần nữa, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, bắt hắn lại cổ áo, nói, đi thôi. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn hắn phi hàng rơi xuống đất. Tiêu Bố Y trong lòng như cũ tràn đầy rung động, nói, luân hồi chi chủ, ngươi từ nơi nào học được binh tự quyết? Là sư phụ ta dạy ngươi. Diệp Thần nói, cái này sau này hãy nói, hiện tại hay là mau rời đi thì tốt hơn. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần đã cảm thấy được nguy cơ đến gần, phải mau rời khỏi. Lập tức một tay nắm Tiêu Bố Y, một nắm tay Tiêu Khinh Nhan, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Nhưng mà, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, xông vào địa bàn ta, ngươi còn muốn đi sao? Vừa lúc đó,
một đạo nhọn âm nhu, tràn đầy lệ khí tiếng cười, từ trong hư không vang lên. Nhưng gặp hư không sấm sét chấn động, thần thánh ánh sáng trắng ảo ảo tràn ngập mở ra, một tòa mênh mông to lớn thánh đường thiên quốc, giống như bức họa vậy bày. Thiên đường bên trong, hàng ngàn hàng vạn cái chiến tướng, cường giả, hộ pháp, giống như sơn hô hải khiếu, ùng ùng hạ xuống xuống, ở bốn phương làm thành một vòng, thùng sắt vậy vây lại Diệp Thần ba người. Tài quyết chi chủ, văn thành võ đức, thiên thu vạn cổ, nhất thống thiên hạ. Toàn trường thiên đường chiến tướng, cao giọng kêu gào. Ở vô số thần thánh huy hoàng tắm hạ, một đạo đẹp đẽ đến cơ hồ yêu dị bóng người, dần dần nổi lên. Chính là tài quyết chi chủ. Thời khắc này tài quyết chi chủ, gương mặt cực kỳ trắng bệch, giống như cương thi vậy, không thấy được một chút màu máu. Hắn trạng thái hiển nhiên thật không tốt, liên tục đánh bại đả kích, để cho hắn rơi vào tuyệt đối yếu ớt bên trong, hơn nữa vạn khư áp lực, càng làm cho hắn gần như nghẹt thở. Thậm chí liền Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cũng muốn thừa dịp hắn bệnh, cầm mạng hắn, muốn mưu sát hắn, có thể gặp hắn trạng thái yếu ớt. Nếu như đỉnh cấp lúc đó, coi như Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt và Diệp Thần ba người liên hiệp, cũng không nhất định có đối kháng tư cách. Đây cũng là cân nhắc quyết định dung mạo. Nhưng dù vậy yếu ớt, thời khắc này tài quyết chi chủ, có thể phát huy ra thực lực, ít nhất có trăm gia cảnh ba tầng thiên tiêu chuẩn, cùng địa tâm miếu nắm giữ, hồng bi trần tương đương. Diệp Thần thấy tài quyết chi chủ hạ xuống, nhất thời con người có giúp một cái. Tiêu Khinh Nhan gương mặt, cũng là âm trầm xuống, trừ tài quyết chi chủ bên ngoài, chung quanh ít nhất có hơn 10.000 cái thánh đường cường giả, muốn thoát khốn, sợ rằng khó hơn lên trời. Mà Tiêu Bố Y, nhưng là bình tĩnh hình dáng, tựa hồ sớm có dự liệu, thấp giọng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, giết người phụ nữ này, hiến tế nàng máu tươi, giúp ta khôi phục thực lực. Diệp Thần mờ mịt nói, cái gì? Tiêu Bố Y chỉ Tiêu Khinh Nhan nói, giết nàng, nàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là ta hậu nhân, huyết mạch cùng ta tương thông, cầm nàng máu tươi cung phụng ta, có thể để cho ta khôi phục thực lực, đối kháng tài quyết chi chủ, đây là chỉ vừa thoát khốn biện pháp. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Hắn mang Tiêu Khinh Nhan tới đây, là dự cảm đến nàng là Tiêu gia hậu duệ, có lẽ có thể công dụng ở trên, nhưng không nghĩ tới là cái này công dụng. Đây không phải là cùng với mình hại Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan ánh mắt run lên, nói Tiêu Bố Y, ngươi quả nhiên là lòng lang dạ sói đồ, giết cha giết mẫu còn chưa đủ, còn muốn giết ta. Tiêu Bố Y ha ha cười một tiếng, nói thà chúng ta ba người, táng thân nơi này. Ngược lại không như hy sinh một mình ngươi, vậy chúng ta còn có chạy khỏi sinh thiên cơ hội, luân hồi chi chủ, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, không cần nói, ngươi đoạn tuyệt luân lý làm người, đó là chuyện ngươi, ta võ đạo, tuyệt không cho phép ta làm ra như vậy cử động. Tiêu Khinh Nhan có vẻ cảm kích, khoác ở Diệp Thần cánh tay, mỉm cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bên kia tài quyết chi chủ, cũng nghe được liền Diệp Thần ba người tranh luận. Cười nói, luân hồi chi chủ, không cần như thế khẩn trương, ta chưa nói muốn giết ngươi. Diệp Thần khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói, à. Tài quyết chi chủ nói, ta hôm nay chính là lúc đang dùng người, ngươi quỳ xuống đầu hàng, ta có thể tha ngươi một mạng. Diệp Thần nghe được tài quyết chi chủ khuyên hàng, không khỏi được cười ha ha một tiếng, nói, tài quyết chi chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đầu hàng. Tài quyết chi chủ nói, hôm nay là ngươi tử cục. Ngươi không đầu hàng, chỉ có một con đường chết, ta xem ngươi trước đây cho ta phi kiếm chuyển thư, cho biết Huyền Đế âm mưu chuyện, ta cố ý tha ngươi một mạng, ngươi đừng không biết điều. Trước đây Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên, muốn mưu sát tài quyết chi chủ, chuyện này, Diệp Thần âm thầm dùng phi kiếm chuyển thư, tiết lộ cho tài quyết chi chủ. Diệp Thần hành động này, là muốn bắt tài quyết chi chủ làm bia đỡ đạn, ngăn trở vạn khư áp lực, cũng không phải là thành tâm muốn cứu hắn. Bất quá khách quan trên nói, hắn đúng là coi như là cứu vãn tài quyết chi chủ một lần. Ha ha, kêu ta quỳ xuống đầu hàng, đây chính là người báo ân phương pháp sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói. Tài quyết chi chủ con ngươi híp lại, nói thật nói cho ngươi, ta có một cái kế hoạch, có thể tru diệt Vũ Hoàng cổ đế, ta cần ngươi trợ giúp. À, kế hoạch gì? Diệp Thần tới điểm hứng thú, trong lòng suy nghĩ lại không ngừng chuyển động. Suy nghĩ kế thoát thân. Tài quyết chi chủ chưa trả lời, Tiêu Bố Y nhưng tiến lên trước một bước, nói, hắn ý nghĩ hảo huyền, muốn xây một cái vượt qua luân hồi thiên kiếm binh khí.
vượt qua luân hồi thiên kiếm binh khí. Diệp Thần nghe được cái này kế hoạch, nhất thời tim co rúm một cái. Cái này thế gian, nếu quả thật có binh khí gì, có thể vượt qua luân hồi thiên kiếm, đích xác có thể giết chết Vũ Hoàng cổ đế. Nhưng, đó là không thể nào sự việc. Bởi vì, luân hồi quy luật, đại biểu chư thiên chí cao. Luân hồi thiên kiếm, đại biểu giữa thiên hạ bén nhọn nhất, nhất xâm nghiêm, đáng sợ nhất mũi nhọn, đủ để chém chết hết thảy. Nếu như có binh khí có thể vượt qua luân hồi thiên kiếm, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Tiêu Bố Y nói tiếp, tên này đem ta tù khốn nơi này, cũng là muốn bảo ta giúp đúc kiếm, nhưng đừng nói ta, coi như sư phụ ta tới, cũng không khả năng đúc ra, có thể vượt qua luân hồi thiên kiếm binh khí. Tài quyết chi chủ, nguyên lai đây chính là ngươi kế hoạch sao? Diệp Thần nghe xong cái kế hoạch này, nội tâm chấn động kịch liệt. Tài quyết chi chủ cặp mắt mũi nhọn đại thịnh, giang hai cánh tay, dường như muốn đem đúng cái thiên địa ôm vào lòng, nói, không sai. Binh khí kia tên chữ, ta cũng nghĩ xong, liền kêu, Hồng Quân Thiên Kiếm. Hồng là Hồng Mông sơ khai, quân là sấm sét vạn quân, đại biểu thế gian nguyên thủy nhất, nhất lực lượng bá đạo. Nếu như Hồng Quân Thiên Kiếm núp đi ra, muốn giết Vũ Hoàng cổ đế, liền như chu diệt con kiến hôi. Diệp Thần nghe hắn vang vang có lực lời nói, gương mặt nhưng là lạnh lùng, nói, mộng tưởng hảo huyền. Cái này thế gian, làm sao có thể có binh khí uy lực, có thể vượt qua luân hồi thiên kiếm. Tài quyết chi chủ nói, đương nhiên là có, ta trong kế hoạch Hồng Quân Thiên Kiếm, liền có thể vượt qua luân hồi thiên kiếm. Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, nói, xin thứ cho ta bất lực, tài quyết chi chủ, ta cùng ngươi nói qua, ta luyện khí trình độ, coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng vượt qua luân hồi quy luật. Tài quyết chi chủ ánh mắt sắc bén, nói, một mình ngươi không được, nhưng hơn nữa luân hồi chi chủ, vậy mới có thể, luân hồi chi chủ vậy tinh thông binh tự quyết, hai người các ngươi liên thủ, đủ để khám phá luyện khí trung cực, đúc ra vượt qua luân hồi binh khí. Vừa chỉ Diệp Thần, đừng quên, thằng nhóc này chính là luân hồi bản thân, hắn chỉ cần đột phá tự mình, đó chính là đột phá luân hồi, muốn đúc ra ta mong muốn Hồng Quân Thiên Kiếm, rất nhiều kỳ vọng. Vũ Hoàng cổ đế tu vi cường hãn, ở thái thượng thế giới xếp hạng thứ nhất, nếu như dựa vào võ đạo tỉ thí, vậy vô luận là tài quyết chi chủ, vẫn là Diệp Thần, tu luyện 1.000 năm, 10.000 năm, đều khó đuổi theo chiến thắng. Cho nên, tài quyết chi chủ muốn đúc ra một kiện binh khí, vượt qua luân hồi binh khí, tên là Hồng Quân Thiên Kiếm, nếu như kiếm này xuất thế, đủ để chém chết vạn khư. Đây chính là tài quyết chi chủ kinh thiên mưu đồ. Mộng tưởng hảo huyền, gần như điên cuồng. Tiêu Bố Y ánh mắt chuyển động một tí, nhìn về Diệp Thần, nói, mặc dù tên kia kế hoạch, vậy quá điên cuồng điểm, nhưng luân hồi chi chủ, nếu như ngươi chịu hiến tế tự thân, lấy huyết tế kiếm mà nói, có lẽ thật có thể đúc ra trong truyền thuyết Hồng Quân Thiên Kiếm. Hắn là một cái khí si, bây giờ nghe tài quyết chi chủ kế hoạch, muốn kéo Diệp Thần gia nhập, nhất thời thấy được một chút thành công hy vọng, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, liền ánh mắt cũng đổi được vô cùng nóng rực. Cho ta im miệng. Rời khỏi nơi này trước nói sau. Diệp Thần ánh mắt run lên, nhưng không có hứng thú tham dự cái kế hoạch này, mắt gặp tài quyết chi chủ nhiệt huyết diễn thuyết tới giữa, phòng thủ hơi có sơ sót, hắn lập tức sử dụng hoang ma thiên kiếm, như phi kiếm vậy đi về trước chém ra. Vây ở phía trước thánh đường các cường giả, mắt gặp phi kiếm ma khí hung hãn, vội vàng lắc mình tránh. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, mang Tiêu Bố Y cùng Tiêu Khinh Nhan, nhanh chóng đi bên ngoài sông lên đánh ra. Ha ha, cuối cùng là không chịu quy thuận ta sao? Tài quyết chi chủ thấy Diệp Thần muốn đi, ánh mắt cũng là âm lạnh xuống, vung tay lên, nói. Ngăn lại bọn họ. Toàn trường thánh đường các cường giả, cùng kêu lên kêu gào, giả. Như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần ba người liều chết xung phong đi lên. Bọn họ biết rõ Diệp Thần kiếm khí hung hãn, đến gần người hẳn phải chết, nhưng ở tài quyết chi chủ dưới mệnh lệnh, nhưng không ai dám lùi bước. Người người không sợ chết liều chết xung phong. Trong thoáng chốc, Diệp Thần bốn phương tám hướng, chi chít, toàn bộ là như thủy triều thánh đường cường giả, đè được người không thở nổi. Hoàng ma Long Uyên, giết! Diệp Thần cắn răng, bàn tay nắm chặt Long Uyên thiên kiếm, đỉnh đầu hoàng ma thiên kiếm trôi lơ lửng, song kiếm một ngày đầy đất, lần lượt thay nhau chém chết. Trước nhất xông tới thánh đường cường giả, ở Diệp Thần kiếm khí vạn cổ hạ, khôi giáp máu thịt đều bị cắn nát. Máu tươi nội tạng, gãy lìa tay chân bốn phía tung tóe, thân xác thần hồn ngay tức thì bị giết chết, trạng thái chết cực kỳ thảm thiết.
Lúc này Diệp Thần binh tự quyết, đã có đại thành sức lửa, nắm trong tay thiên kiếm, không câu nệ như ý, muốn gì được nấy. Trước kia hắn song kiếm hợp bích, sẽ đưa tới thiên kiếm đồng tình, đưa đến cựu Nhật chi chủ hồn phát hiện lên, đưa tới động trời hỗn loạn biến loạn. Nhưng lúc này, ở binh tự quyết điều khiển hạ, song kiếm hợp bích, kiếm khí như tinh không quỹ tích vậy kính vị rõ ràng, lẫn nhau không quấy dày, sẽ không lại đưa tới đồng tình. Lần này Diệp Thần song kiếm hợp bích, giết người như chém cỏ, trong hô hấp chém giết mấy trăm người, máu tươi nội tạng khôi giáp binh khí tàn phiến, đánh mất đầy đất, tình cảnh dị thường hung hãn. Tiêu Bố Y thấy vậy, âm thầm thán phục, nói, luân hồi chi chủ, khó trách Vũ Hoàng cổ đế kiêng kỵ như vậy ngươi, nếu quả thật cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi thống ngự thiên hạ, ai cũng không cản được ngươi. Im miệng đi, ngươi tên này, chỉ làm liên lụy chúng ta mà thôi. Tiêu Khinh Nhan trợn mắt nhìn Tiêu Bố Y một mắt. Hiện tại Tiêu Bố Y mới vừa thoát khốn, vô cùng yếu ớt, cũng không có năng lực chiến đấu. Cho nên, Tiêu Khinh Nhan và Diệp Thần đều phải phân tâm bảo vệ hắn, áp lực vô cùng to lớn. Chớ nói, mau rời đi thì tốt hơn. Diệp Thần mắt gặp bốn phía thánh đường các cường giả, như nước thủy triều dày đặc mãnh liệt, giết không khỏi giết, trong lòng trầm xuống, bước chân đột nhiên đạp một cái, một món mênh mông mù mịt hơi nước, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Vạn yêu tiên trì, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp sử dụng vạn yêu tiên trì. Trong thoáng chốc, ào ào nước chảy, lấy Diệp Thần là trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra. Dòng nước này, mang theo nồng nặc tiên linh yêu khí, nước chảy bên trong, ẩn chứa từng luồng tiên linh yêu ma hư ảnh, đó là vạn yêu tiên trì khí tượng hiển hóa. Rào, rào, rào. Vô cùng nước chảy, nhanh chóng lan tràn mặt đất ngàn dặm, hình thành một phiến mênh mông biển khơi vậy. Rất nhiều thánh đường các cường giả, rơi vào biển khơi nước chảy xiết trong nước xoáy, thân hình cầm nặn không yên, có chút tu vi hơi yếu người, trực tiếp bị nước chảy chiếm đoạt. Ngao. Vừa lúc đó, một đầu bàng bạc hung hãn cự thú, từ đáy nước bên trong phá giết ra, giống như thái cổ ác mộng, lại phảng phất là cổ xưa sư ma, móng nhọn răng khắp nơi, đem từng cái thánh đường cường giả, xé thành mảnh vỡ. Chính là Tiểu Hoàng. Suy suy suy. Ở Tiểu Hoàng sau lưng, bỗng nhiên có từng cái cây xanh chi, rực cháy hà tách thả ra, giống như thần liên vậy mở rộng ra, cành lá như cù long, mang theo hủy diệt đạo ấn hơi thở, đem chung quanh thánh đường cường giả, từng cái quất mạnh giết chết. Đó là Thanh Long Sa La cây bóng người. Thanh Long Sa La cây cùng Địa Tâm Diệt Châu Linh Hải Nhi, vậy từ trong nước nổi lên. Linh Hải Nhi đứng ở trên ngọn cây, hai tay liền liền kết ấn, hủy diệt đạo pháp thả ra ngoài, phụ trợ Diệp Thần giết địch. Ở Vạn Yêu Tiên Trì, Tiểu Hoàng, Thanh Long Sa La Cây, Linh Hải Nhi phụ trợ, Diệp Thần thế như trẻ che vậy, nhanh chóng sát phá trọng vi, đi bên ngoài chạy khỏi đi ra ngoài. Đáng tiếc, cuối cùng hay là muốn động dùng Vạn Yêu Tiên Trì, hy vọng sẽ không kinh động Địa Tâm miếu người. Diệp Thần nội tâm hơi ngưng trọng, thật ra thì hắn không muốn động dùng Vạn Yêu Tiên Trì. Bởi vì, Vạn Yêu Tiên Trì linh khí quá nồng đậm, Địa Tâm miếu ba vị lão tổ, vẫn luôn ở mơ ước. Nếu như bị bọn họ phát hiện, Vạn Yêu Tiên Trì ở Diệp Thần trên tay, rất có thể sẽ có khác thường tâm tư. Bất quá dưới mắt tình thế nguy cấp, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng Vạn Yêu Tiên Trì, thuận lợi giết ra trùng vây, đi tới kinh chập bí cảnh lối ra, chỉ cần lại bước ra một bước, là được rời đi. Ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật là bản lãnh, xem ra cuối cùng là muốn ta tự mình ra tay. Tài quyết chi chủ thấy Diệp Thần giết ra trùng vây, khá cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt gặp Diệp Thần phải đi, lập tức cách không bóp một cái pháp quyết. Một màn tùy thiên lôi mạc, giống như màu tím vách sắt vậy, đột nhiên vắt ngang ở Diệp Thần, Tiêu Khinh Nhan cùng trước mặt người, ngăn trở bọn họ rời đi nhịp bước. Kinh chập thiên châu, cho ta tiêu diệt. Tài quyết chi chủ ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, toàn bộ kinh chập bí cảnh, nổ lên kinh khủng tiếng sấm. Mênh mông hư không, vô tận bát hoang, từng luồng sấm sét nguyên khí, không ngừng tụ đến. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nơi này là kinh chập thiên châu nội bộ thế giới, sấm sét khí lưu vô cùng là đậm đà. Mà tài quyết chi chủ, mặc dù cũng không có luyện hóa kinh chập thiên châu, nhưng đã nắm trong tay ngày này châu bộ phận lực lượng, giờ phút này bộc phát ra, nhất thời sấm sét cuồn cuộn. Một viên giống như quá dương tinh thần, vô cùng to lớn lôi cầu, ở trong hư không hiện lên, vắt ngang ở Diệp Thần cùng đỉnh đầu của người,
giống như ngày tận thế thẩm phán vậy, ùng ùng sấm sét điếc tai nhức óc. Tài quyết chi chủ trôi lơ lửng ở bầu trời, cả người màu tím điện mang nổ tung, giống như chấp trưởng chư thiên sấm sét vậy, khí thế bá đạo tới cực điểm. Mơ hồ tới giữa, hắn hơi thở, cùng kinh chập thiên châu đồng tình. Diệp thần sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hiện tại tài quyết chi chủ có thể phát huy một phần chia thực lực, đều có trăm gia cảnh ba tầng thiên tiêu chuẩn, hắn muốn chống lại, vốn là vô cùng khó khăn. Mà đáng sợ hơn phải, ở nơi này phiến kinh chập bí cảnh bên trong, tài quyết chi chủ chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, Diệp thần tình cảnh vô cùng là không ổn. Luân hồi chi chủ, lại cho một mình ngươi cơ hội, có chịu hay không đầu hàng. Tài quyết chi chủ bay đến Diệp thần trên đỉnh đầu không, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, nói chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta có thể đem trang này thiên võ ngọa long kinh, tặng cho ngươi. Vừa nói, hắn sử dụng một trang kinh thư, chính là thiên võ ngọa long kinh. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, nói trang này kinh thư, ngươi sớm nên cho ta, ngươi ban đầu làm trái lời hứa, hôm nay còn muốn kêu ta đầu hàng, mộng tưởng hảo huyền. Diệp thần vung lên long uyên thiên kiếm, vạn yêu tiên chỉ cô đọng, bao trùm ở trên thân kiếm, hóa thành một tầng màu xanh nước chảy, để cho được cả cây long uyên thiên kiếm, cũng là hóa thành bầu trời vậy màu sắc xanh thẳm. Hống! Một tiếng kinh thiên long ngâm, từ long uyên thiên kiếm bên trong phát ra. Huyết long bóng người, hiện ra, bay lên trời. Ở vạn yêu tiên chỉ ra chỉ xuống, huyết long khí thế càng bàng bạc. Diệp thần thiên kiếm nơi tay, huyết long trợ lực, cùng tài quyết chi chủ rằng co. Ha ha ha, nếu ngươi không chịu đầu hàng, vậy ta ngày hôm nay không để ý bất cứ giá nào, cũng phải để cho ngươi vẫn thân táng diệt. Tài quyết chi chủ trong mắt sát khí dâng trào, vung tay lên, kinh chập thiên châu sấm sét bùng nổ, viên kia to lớn lôi cầu, xen lẫn vô cùng đáng sợ uy nghiêm, lăng không hướng Diệp thần nổ đi. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay muốn giết chết Diệp thần, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, hắn rất có thể sẽ rơi vào nghiêm trọng hơn yếu ớt bên trong đi. Nhưng nếu Diệp thần không chịu đầu hàng, hắn cũng chỉ có thể động sát thủ. Chỉ phải chiếm đoạt Diệp thần luân hồi huyết mạch, hắn vẫn là có cơ hội thừa kế Diệp thần hết thảy, thậm chí là thừa kế binh tự quyết. Đến lúc đó, hắn liền có thể bằng mình bản lãnh, đúc ra trong truyền thuyết Hồng Quân Thiên Kiếm. Liều mạng. Diệp thần mắt gặp vậy kinh chập lôi cầu, trên không nổ hạ, sống chết tánh mạng, quyết tại một đường, hắn cắn chặt hàm răng, nhưng không có chút nào lùi bước, nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm. Cả người luân hồi huyết mạch cháy, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Tiêu Bố Y thấy Diệp thần cái này bất khuất thần thái, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tiêu Khinh Nhan đầu tóc bạc trắng tung bay, thả ra từng luồng đỏ ửng linh khí, bơm vào đến Diệp thần trên mình. Nàng biết mình thực lực, cùng tài quyết chi chủ chênh lệch quá lớn, dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Diệp thần trên mình. Mắt xem Diệp thần và tài quyết chi chủ kinh thiên va chạm, thì phải bùng nổ, nhưng vào lúc này, một món ánh nắng đỏ rực sương mù dày đặc, theo gió nhanh chóng bồng bềnh tới. Vậy ánh nắng đỏ rực sương mù dày đặc, tràn ngập bốn phương, che đậy ở tất cả mọi người tầm mắt. Diệp thần cảm thấy sương mù dày đặc bên trong, có một đạo ấm ôn nhuyễn mềm, thơm dịu một loạt thân thể đến gần hắn, cũng ôm hông của hắn, mang hắn rời đi. Tiêu Khinh Nhan, Tiêu Bố Y các người, cũng bị bọc ở trong sương mù, cùng nhau bị mang đi. Ngay chớp mắt, sương mù dày đặc tiêu tán. Diệp thần các người, toàn bộ bị cuộn sạch mang đi, chẳng biết đi đâu. Tài quyết chi chủ nhìn trước mắt trống trơn như vậy cảnh tượng, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói. Huyết yêu tộc chí tôn, Hồng Hà tiên tử. Từ mới vừa ánh nắng đỏ rực trong sương mù, hắn bắt được rất tinh tường hơi thở, đó là huyết yêu tộc nắm giữ, Hồng Hà tiên tử hơi thở. Lại liên tưởng đến Diệp thần vạn yêu tiên trì. Tài quyết chi chủ chính là rõ ràng liền tất cả, ha ha cười một tiếng nói, lúc đầu luân hồi chi chủ, đã cùng huyết yêu tộc kết minh sao? Có thánh đường cường giả nói, thần chủ đại nhân, muốn đuổi không? Tài quyết chi chủ ánh mắt run lên, nói, lập tức truy đuổi đánh ra. Luân hồi chi chủ có thể đi, thế nhưng Tiêu Bố Y, tuyệt không thể để cho chạy. Tiêu Bố Y là luân hồi thiên kiếm chân chính đúc người, luyện khí thành tựu siêu tuyệt chư thiên. Lấy được kiếm thần lão tổ tất cả chân truyền, tài quyết chi chủ đúc Hồng Quân Thiên Kiếm kế hoạch, còn muốn dựa vào hắn, tự nhiên không thể nào để cho chạy. Hơn nữa, Tiêu Bố Y vẫn là ngày xưa Vũ Hoàng Cổ Đế, tự tay trấn áp tại địa tâm vực, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế có thiên ti vạn lũ liên lạc, tài quyết chi chủ càng không thể nào thả hắn đi.
Huống chi, cái này thế gian, cũng chỉ có Tiêu Bố Y một người, có biện pháp phá giải luân hồi thiên kiếm cấm chế, người này giá trị, không cách nào tưởng tượng to lớn, tuyệt đối không cho sơ thất. Lập tức tài quyết chi chủ, mang tất cả thánh đường cường giả, nhanh chóng đuổi giết đi ra ngoài. Mà Diệp Thần các người, lúc này đi tới một phiến sương mù dày đặc trong thế giới. Mảnh thế giới này, khắp nơi tràn ngập màu đỏ hà thải, một phiến sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, để cho người nhìn không rõ lắm. Sương mù dày đặc bên trong, Diệp Thần, Tiêu Khinh Nhan, Tiêu Bố Y các người, mỗi người tán lạc một khối, lẫn nhau không gặp nhau. Hồng Hà tiên tử, là ngươi sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Ha ha, là ta. Một đạo xinh xắn bóng người, từ sương mù đỏ bên trong nổi lên, người mặc lụa mỏng mỏng y, dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết màu hồng nhạt, vóc người chỗ bí ẩn như hiện, yêu mị hơi thở vô cùng là đậm đà, làm người ta mơ tưởng viễn vong, chính là Hồng Hà tiên tử. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần tâm thần không giải thích được siêu đãng một tí, hỏi. Hồng Hà tiên tử nói, là ta tạm thời mở ra ra thế giới nhỏ, tài quyết chi chủ hẳn không tìm được nơi này. Ngay lúc nói chuyện, Hồng Hà tiên tử đi tới Diệp Thần bên người, một tay vuốt ve mặt hắn gò má, một tay vuốt ve hắn ngực, đầy mắt ân cần nói, ngươi không có bị thương chứ. Diệp Thần tâm thần lần nữa rung động, nhìn Hồng Hà tiên tử gương mặt, lại có chút động tình, muốn đến là đối phương dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, có thể mê muội người tinh thần, để cho người chìm đắm vào thanh sắc bên trong. Ta không có sao, đa tạ ngươi cứu ta. Diệp Thần thoáng lui về phía sau hai bước, đạo tâm võ ý ngưng luyện, ổn định tâm thần. Lần này có thể thoát khốn, tự nhiên phải cảm ơn Hồng Hà tiên tử cứu giúp. Nếu như không phải là nàng kịp thời xuất hiện, Diệp Thần cùng tài quyết chi chủ đánh giết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mấu chốt Hồng Hà tiên tử thành tựu yêu tộc cường giả, rời đi huyết yêu sơn mạch, sẽ hay không có phản ứng dây chuyền. Hồng Hà tiên tử thấy hắn bộ dáng như lâm đại địch, quyến rũ cười một tiếng, nói, ngươi như thế khẩn trương làm chi? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, huống chi ta cũng không xấu xí đi, các ngươi người đàn ông, không nên thích như vậy hấp dẫn cô gái, thậm chí hận không được đem nàng tại chỗ xử tử sao? Ta thật hoài nghi luân hồi chi chủ phải chăng là một cái bình thường nam tử đây? Ngay lúc nói chuyện, Hồng Hà tiên tử nhìn một cái Diệp Thần đan điền dưới. Diệp Thần lắc đầu nói, ta chỉ sợ ngươi ăn ta. Nghe vậy, Hồng Hà tiên tử lại là cười lúm đồng tiền sinh hoa, trang điểm lộng lẫy, sau đó thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, được rồi, không nói cái này, ta cảm ứng được địa tâm miếu nguy cơ, bọn họ rất có thể sẽ hạ xuống, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, Hồng Hà tiên tử không hề lo lắng tài quyết chi chủ xông vào. Bởi vì chỗ này, đặc biệt ẩn núp, tài quyết chi chủ không thể nào tìm được lối vào. Nhưng địa tâm miếu ba vị lão tổ, cũng rất có thể dọc theo vạn yêu tiên trì hơi thở, hạ xuống. Diệp Thần hồi tưởng lại Hồng Bi Trần thủ đoạn, trong lòng cũng là rét một cái. Vậy Hồng Bi Trần trong tay, nhưng mà nắm giữ trận tự quyết, uy thế vô cùng hung mãnh, nếu như hắn hạ xuống, đích xác không tốt đối phó. Đi nhanh đi. Hồng Hà tiên tử tay phải dắt Diệp Thần, bên trái vung tay lên, trước mắt sương mù dày đặc tản đi, Tiêu Khinh Nhan cùng Tiêu Bố Y bóng người, đều là xuất hiện. Tiêu Khinh Nhan cùng Tiêu Bố Y, lần đầu tiên thấy Hồng Hà tiên tử, chỉ cảm thấy Hồng Hà tiên tử hơi thở, lại có thể đạt tới trăm gia cảnh ba tầng thiên, không khỏi âm thầm thán phục. Ở địa tâm miếu nguy cơ giải quyết sau đó, Hồng Hà tiên tử linh khí thật to khôi phục, đã có trăm gia cảnh ba tầng thiên tiêu chuẩn, thực lực cực kỳ cường hãn. Mà Hồng Hà tiên tử trong tròng mắt, đối với Diệp Thần tràn đầy quyến luyến ngưỡng mộ ý, còn dắt Diệp Thần tay, đặc biệt thân mật hình dáng. Tiêu Khinh Nhan cùng Tiêu Bố Y thấy vậy, hơn nữa kinh ngạc, không nghĩ tới một cái người cường đại như vậy vật, lại có thể vậy chân thành Diệp Thần. Hồng Hà tiên tử dắt Diệp Thần, đi về trước đi suốt, cũng không để ý Tiêu Khinh Nhan hai người. Diệp Thần hướng hai người nói, đi. Tiêu Khinh Nhan hai người gật đầu một cái, vội vàng theo sau. Bất kể như thế nào, bây giờ chỗ này vô cùng nguy hiểm, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Tiêu Bố Y đi tới Diệp Thần bên người, nói, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi thật có thể cứu ta đi ra, ngươi muốn thủ lao gì, cứ việc nói thẳng, chờ ta trở lại thái thượng thế giới, ta sẽ cho ngươi ban phúc. Hắn bị kẹt nhiều năm, chịu hết sấm sét sát phạt khổ sở, sống không bằng chết,
giờ phút này thật chạy khỏi đi ra, không khỏi có chút như mộng như ảo. Mà hắn có thể trốn bay lên trời, dĩ nhiên là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần nghe được Tiêu Bố Y mà nói, nhìn hắn quần áo lam lũ, đầu bù xù mặt dơ bẩn hình dáng, ha ha cười một tiếng nói, người hôm nay bộ dáng này, còn muốn cho ta ban phúc, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Tiêu Bố Y bình tĩnh nói, ta nếu có thể chạy khỏi, chính là có đại khí vận trong người, ngày khác sớm muộn có thể trở lại thái thượng thế giới. Ừ, ngươi cứu ta, ta dù sao phải cho ngươi báo đáp, đây là nhân quả thường lại đạo lý, ta nói cho ngươi một cái bí mật, trong truyền thuyết luân hồi thiên kiếm, liền ở hắc ám cấm hải bên trong. Diệp Thần cười nói, luân hồi thiên kiếm chỗ, ta đã sớm rõ ràng, cũng không cần ngươi nói. Dừng một chút, Diệp Thần trầm giọng nói, ta cũng không cần ngươi ban phúc, ta chỉ cần ngươi nói cho ta một chuyện. Tiêu Bố Y nói, chuyện gì? Diệp Thần nói, như thế nào phá mở luân hồi thiên kiếm cấm chế? Luân hồi thiên kiếm đúc ra lò lúc đó, kiếm khí tự thành cấm chế này, liền kiếm thần lão tổ cũng không có biện pháp phá vỡ. Chỉ có chân chính đúc kiếm người, cũng chính là Tiêu Bố Y đây, mới có phá giải cấm chế biện pháp. Nếu như không phá ra cấm chế nói, Diệp Thần coi như tìm được luân hồi thiên kiếm, vậy không có biện pháp chấp trường, thậm chí phải bị cấm chế giết chết. Nghe được Diệp Thần cái vấn đề này, Tiêu Bố Y trong thoáng chốc thần sắc đại biến, nói cái này, chuyện này dính đồ thực ra quá nhiều, coi như là ta cũng không có thể tùy tiện nói. Diệp Thần tự nhiên sẽ không lúc này buông tha, hai tròng mắt đông lại một cái, từng bước ép sát nói cho ta, từ đây chúng ta nhân quả thanh toán xong, ngươi cũng sẽ không thiếu ta. Tiêu Bố Y như cũ trần chờ, tựa hồ ở sợ hãi cái này cái gì, trầm mặc không nói lời nào. Diệp Thần cau mày nói, không thể nói sao. Tiêu Bố Y lắc đầu một cái, nói có thể nói, nhưng nói cũng vô ích, ngươi không thể nào phá vỡ vậy cấm chế. Diệp Thần nói, tại sao không thể nào, ngươi trước nói cho ta. Tiêu Bố Y nhìn xem Tiêu Khinh Nhan, lại nhìn xem Hồng Hà tiên tử, tựa hồ có chút cố kỵ. Diệp Thần nói, các nàng đều là người mình, ngươi cứ việc nói, không cần băn khoăn. Nghe được Diệp Thần lời này, Hồng Hà tiên tử cùng Tiêu Khinh Nhan trong lòng, đều là một hồi hỗn loạn, lại là một hồi vui mừng vui vẻ yên tâm. Tiêu Bố Y như cũ trần chờ, nói, phá giải luân hồi thiên kiếm bí mật, thiên cơ liên lụy quá lớn, ta cần một cái tuyệt đối chỗ khuất, mới có thể nói cho ngươi, miễn được bị Vũ Hoàng Cổ Đế thám thính được, đối với sư phụ ta bất lợi. Diệp Thần chân mày nếp nhăn được sâu hơn, phá giải luân hồi thiên kiếm cấm chế, điều bí mật này, và kiếm thần lão tổ có liên quan. Tại sao sẽ đối với hắn bất lợi? Được, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, cùng sau khi đi ra ngoài, ta dùng hoàng tuyền đồ và nguyện vọng thiên tinh bố trí, tuyệt đối ẩn núp, sẽ không bị người bất kỳ phát hiện. Diệp Thần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều, liền đáp ứng trước Tiêu Bố Y, chuẩn bị đi ra ngoài lại mưu đồ. Tiêu Bố Y thở phào nhẹ nhõm, nói, được, hy vọng thuận lợi, à, thật ra thì ta coi như nói cho ngươi. Ngươi cũng không khả năng thành công, vậy luân hồi thiên kiếm cấm chế, thế gian trừ ta, không người có thể phá giải. Diệp Thần nói, đi ra ngoài trước rồi nói. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước vào, chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, kiếm thế trần địa lối vào. Nhâm Phi Phàm cõng cái hộp kiếm đã đứng ở lối vào. Nhưng là hắn cũng không có tiến vào. Hắn ánh mắt hiện lên một chút dùng mình, nhưng không tuyệt hàn ý. Mạch Hàn. Nhâm Phi Phàm nhẹ nhàng kêu gọi. Ngay lập tức, đang kiếm thế trần địa tu luyện Tô Mạch Hàn đột nhiên mở mắt ra, hơi vui mừng. Nàng hóa là một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền tới đến lối vào. Phi Phàm, nhanh như vậy, ta còn lấy là phải rất lâu. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, thuận lợi ngoài ý liệu, bất quá, ngươi trước thanh kiếm hạp dẫn đi, phía sau có chút cái đuôi, ta cần xử lý. Nói xong. Nhâm Phi Phàm liền đem sau lưng cái hộp kiếm đặt ở Tô Mạch Hàn trên tay. Tô Mạch Hàn mắt đẹp ngay tức thì nghiêm túc, sát ý cùng nhau, nói có cần hay không ta. Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, đối phương cũng không tính là quá mức ác ý, nhưng nếu là một vị đi theo, có thể không phải là chuyện tốt. Tô Mạch Hàn không nói nhảm nữa, mang cái hộp kiếm trở lại kiếm thế trần địa. Mà Nhâm Phi Phàm thì hai tay chắp sau lưng, hai tròng mắt đóng chặt, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một nén nhang, xa xa tới hai đạo thân ảnh, một người già một trẻ. Thiếu nữ nổ xanh,
ấn đường chu sa, lại có một chút đi đường mệt nhọc ý, hiển nhiên muốn đuổi theo Nhâm Phi Phàm cũng không dễ dàng. Mà nàng bên cạnh ông già, như cũ giếng cổ không dao động, tựa như cái gì cũng không có thể nhúc nhích đong đưa hắn nội tâm. Ông già tự nhiên thời gian đầu tiên liền chú ý tới Nhâm Phi Phàm ở cách đó không xa chờ đợi, đối với bên cạnh cô gái nói, Tiểu Nghiên, tên này có thể là có rất nhiều truyền thuyết, cắt không thể lỗ mãng làm việc. Cái đó gọi Tiểu Nghiên cô gái có chút không vui gật đầu một cái, biết, ra ra. Làm thiếu nữ và ông già đi tới Nhâm Phi Phàm trước mặt, Nhâm Phi Phàm đột nhiên mở mắt ra, cực độ băng hàn, nhàn nhạt nói, cho ta một cái lý do. Thiếu nữ mới vừa muốn nói chuyện, lão kia người chính là dẫn đầu tiến lên một bước, chắp tay một cái nói, lão phu Doãn Thu Điền, đây là cháu gái ta Doãn Hy Nghiên. Vốn không nên quấy rầy tiền bối, nhưng chân thực có là một muốn nhờ. Một cái ông già gọi Nhâm Phi Phàm là tiền bối, điều này thực có chút quỷ dị. Liền liền bên cạnh Doãn Hy Nghiên đều có chút không vui, nếu không phải ra ra ngăn trở, nàng sợ rằng sớm muốn khơi thông bất mãn trong lòng. Nhâm Phi Phàm mặt không cảm giác, nói thẳng, hai cái lựa chọn, một, rời đi nơi này. Hai, táng thân nơi này, ta không thích cùng người không rõ lai lịch giao dịch. Doãn Thu Điền tựa hồ đã sớm đoán được, cười một tiếng, chúng ta cũng không tính ra trải qua không rõ, thậm chí và tiền bối có chút nhân quả dính. Mục Vân Trần tiền bối có từng nghe nói, năm đó ý ta bên ngoài trợ giúp Mục tiền bối, hắn đã thông báo ta, nếu như một ngày kia, gặp phải con ngươi lưu chuyển huyết nguyệt nam tử, có thể hướng hắn đòi một ly rượu. Nhâm Phi Phàm nghe được Mục Vân Trần ba chữ, con ngươi đột nhiên co giúp một cái, sau đó bước ra một bước, đã đi tới trước mặt của lão giả, một chỉ điểm ra. Hắn ngay tức thì cảm nhận được liền lão giả và Mục Vân Trần tới giữa nhân quả. Thậm chí có đạo đạo hình ảnh vỡ nát xuất hiện. Đột nhiên, Nhâm Phi Phàm con ngươi phóng đại, lần đầu tiên thất thố, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía cái đó thanh y thiếu nữ, có chút khó tin nói, nàng là Mục Vân Trần hài tử. Lần này, thiếu nữ có chút nghi ngờ, cái gì Mục Vân Trần? Cái gì hài tử? Chẳng lẽ mình chưa từng thấy qua phụ thân, chính là cái này cái gọi là Mục Vân Trần? Nhâm Phi Phàm từ không gian cất đồ bên trong đột nhiên lấy ra một quả ngọc bội, sau đó, cũng không lo thiếu nữ có đồng ý hay không, trực tiếp ở đối phương trong ngón tay bước ra một giọt máu. Máu tươi rơi vào ngọc bội bên trên, ngay tức thì bị hấp thu. Giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm ngược lại là có chút kích động, nói, nếu nàng là Mục Vân Trần con gái, vì sao không có ở đây Vân Trần sau khi chết, đi tìm tên kia? Còn nữa, vì sao ta chưa từng nghe Vân Trần nhắc qua có chuyện này? Doãn Thu Điền híp mắt, rơi vào trầm tư, sau đó nói, năm đó, con gái ta không cố gia tộc phản đối, và Mục Vân Trần đi với nhau, mà Mục Vân Trần cừu địch rất nhiều, con gái ta vậy bất ngờ chết, ta lúc ấy căm ghét Mục Vân Trần, mà Mục Vân Trần vì báo thù, nhưng cũng không có xuất hiện nữa. Sau đó, ta mới biết hắn chết ở cuộc chiến đấu kia bên trong. Vợ ta một mực không cách nào tiếp nhận con gái chết, nàng liền dùng kỷ nguyên huyền băng bảo vệ con gái thân thể. Không biết qua bao lâu, chúng ta đột nhiên cảm giác được quan tài băng bên trong có một chút yếu ớt sức sống. Vốn cho là con gái cũng không có hoàn toàn chết, sau đó mới phát hiện, năm đó, con gái của chúng ta thật ra thì hoàn toàn có năng lực sống sót, nhưng hài tử và nàng tới giữa chỉ có thể chọn một. Nàng quá yêu Mục Vân Trần, chính là dùng sinh cơ của mình và linh khí, bảo vệ hài tử. Hài tử ở nàng sức sống và linh khí bên trong không ngừng uẩn dục. Mặc dù rất lâu, nhưng coi như sức khỏe. Cho đến nàng đi tới cái thế giới này. Doãn Thu Điền không có tiếp tục nói hết, nhưng Nhâm Phi Phàm nhưng là đoán được mấy phần. Năm đó Mục Vân Trần tại sao sẽ tham chiến, phỏng đoán và người yêu chết vậy có quan hệ. Nhưng hắn hoàn toàn quên, nàng người phụ nữ không tiếc bất cứ giá nào, là hắn bảo vệ sau cùng huyết mạch. Nhâm Phi Phàm nhìn về phía bên cạnh Doãn Hy Nghiên, người sau đã lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên cái này hài tử không hề biết phụ mẫu câu chuyện. Nhâm Phi Phàm tự nhiên không thể nào đối với bạn thân xương thịt ra tay, hắn thu hồi sát ý, nói ta sẽ cho các ngươi một cái địa chỉ, ngươi có thể tìm cái tên kia, nếu nàng là Mục Vân Trần hài tử, sợ rằng lão nhân kia sẽ rất vui vẻ, hắn tồn tại, có thể bảo vệ các ngươi. Địa tâm vực thế cục quá phức tạp, thậm chí vạn khư đã biết tổ đường, hơi lơ là, các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà... Doãn Thu Điền nhưng là lắc đầu một cái, chúng ta đến tìm ngươi, thật ra thì cũng không phải là vì Mục Vân Trần tới, mà là khác có kỳ sự.
Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, chuyện gì? Doãn Thu Điền giải thích, ngươi có thể chú ý tới tiểu nghiên linh thể. Nhâm Phi Phàm vừa nghe, sự chú ý rơi vào thanh y thiếu nữ trên mình, ngay tức thì phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, thần thì linh thể. Doãn Thu Điền gật đầu một cái, thần thì linh thể có thể hấp thu quy tắc lực, cảm ngộ quy tắc chi đạo, đây cũng là chúng ta tìm được ngươi nguyên nhân. Trước đây vậy quy tắc bể tan tành chi địa, nếu như ngươi không ra tay, chúng ta có thể sẽ thử nghiệm ra tay, mặc dù không cách nào gây dựng lại quy tắc, nhưng tiểu nghiên nhưng là có thể bảo vệ mấy phần. Những năm gần đây, tiểu nghiên một mực đang tìm cầu vực ngoại quy tắc trình độ cao nhất, mà chúng ta cảm thấy câu trả lời ngay tại cái hộp kiếm bên trong. Nhâm Phi Phàm đại khái đoán được mấy phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mục Vân Trần nữ nhi duy nhất, lại là truyền thuyết kia trung thần thì linh thể. Thần thì linh thể và kiếm thế trần địa tới giữa, có liên hệ nào đó. Nhưng nơi này nhân quả và diệp thần có liên quan. Nếu là thật để cho Mục Vân Trần con gái tiến vào kiếm thế trần địa, chỉ sợ cũng sẽ để cho hắn cuốn vào diệp thần bàn cờ này bên trong. Cái này không phải là chuyện tốt. Hắn làm một thẳng làm chứng diệp thần bàn cờ đánh cờ tồn tại, vô cùng tự nhiên rõ ràng, bàn cờ này ở giữa hung hiểm có đáng sợ dường nào. Hơi lơ là, đầy bàn đều là thua. Như mình liền Mục Vân Trần con gái cũng không cách nào bảo vệ, vậy thì thật thành tội nhân thiên cổ. Ngay tại Nhâm Phi Phàm do dự lúc đó, Doãn Hy Nghiên quỳ xuống ở Nhâm Phi Phàm trước người, tiền bối, ta biết, ta như muốn báo thù, duy nhất biện pháp chính là và quy tắc cùng tồn tại. Đây là ta duy nhất cơ hội, xin tác thành. Như ngài không đồng ý, ta cũng không sẽ quái ngài, nhưng ta sẽ tiếp tục dùng ta phương thức chứng đạo. Nhâm Phi Phàm nhìn quỳ ở trước người thiếu nữ, thở dài một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Ngay lập tức, một cổ lực lượng vô hình đem thiếu nữ đỡ lên. Nhâm Phi Phàm biết đã không có đường lui, cái này hoặc giả chính là trong sâu thẳm nhân quả, một bước bước vào kiếm thế trần địa, ngươi cùng để ta đi, chỉ là ta đến hiện tại cũng không cách nào xác định cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Doãn Hy Nghiên mắt đẹp lưu chuyển ra một chút hy vọng, vội vàng đi theo lên, khi tiến vào kiếm thế trần địa tới giữa. Nàng nhìn một cái không nhúc nhích người ra ra nói, ra ra, người không cùng nhau đi vào. Doãn Thu Điền lắc đầu một cái, ta nhiệm vụ liền đem người đưa tới nơi này, tiếp theo, ta còn có việc phải xử lý, người phụ thân vị kia, ta cũng nên đi gặp vừa gặp. Doãn Hy Nghiên còn muốn nói tiếp, nhưng kiếm thế trần địa đã ngăn cách hết thảy. Nhâm Phi Phàm và Doãn Hy Nghiên đi tới kiếm thế trần địa. Huyết Ngưng Thiên và Tô Mạch Hàn thời gian đầu tiên chú ý tới cái này xa lạ cô gái. Huyết Ngưng Thiên có chút nghi ngờ, lại có chút tức giận, mở miệng nói, người phụ nữ này là ai? Nhâm Phi Phàm giải thích, một cái bạn thân hài tử, ta mang nàng tiến vào kiếm thế trần địa, có chút nguyên nhân, người thành tựu kiếm thế trần địa người bảo vệ, hẳn phát hiện con bé này trên người có nơi không cùng đi. Huyết Ngưng Thiên lúc này mới đem tầm mắt chú ý tới Doãn Hy Nghiên thân lên, xuống một giây, nàng môi đỏ mỏng khẽ nhếch, thất thố nói, thần thì linh thể. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, kiếm thế trần địa cùng nàng phù hợp, nếu như nàng ở lại chỗ này, đối với kiếm thế trần địa chỉ sợ cũng là một chuyện tốt, ta chủ ý thì không muốn để cho nàng dính nơi này, nhưng có một số việc, ta thì như thế nào cùng nhân quả đối kháng. Nàng là đi hay ở, Huyết Ngưng Thiên, do ngươi lựa chọn. Huyết Ngưng Thiên do dự hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía vậy đã từ cái hộp kiếm bên trong thả ra hai kiếm, kiếm thế trần địa, ta cuối cùng là người thủ hộ. Còn như con bé này đi ở, hỏi vậy ba thanh kiếm đi. Đế kiếm, tướng kiếm thậm chí còn hậu kiếm, từ Doãn Hy Nghiên bước vào kiếm thế trần địa cũng đã chú ý tới. Thần thì linh thể, đối với bọn họ mà nói giống như dụ người nhất con mồi. Một khắc sau, ba kiếm liền hóa là một đạo lưu quang treo lơ lửng ở Doãn Hy Nghiên chừng. Một chút như có như không quy tắc lực vờn quanh Doãn Hy Nghiên quanh thân. Mà Doãn Hy Nghiên chẳng biết tại sao. Cảm giác mình lâm vào ngủ say. Thân thể ngay tức thì đi tới một cái thuộc về kiếm thế giới. Đây là kiếm quy tắc ý cảnh. Hình ảnh quay về. Rất nhanh, diệp thần đám người đi tới vậy tiểu thế giới lối ra. Hồng Hà tiên tử sớm ở lối ra, bố trí một cái không gian pháp trận, có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Hiện tại nguy cơ trùng trùng, tình thế khẩn cấp, diệp thần cũng không có lưu lại dự định, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Hu hu hu, mà đang ở diệp thần các người, muốn lúc rời đi, chung quanh đột nhiên gió bão cuốn đáng,
dâng lên kịch liệt ma sương mù bên trong, lại có trận pháp hiển hóa. Hào hùng nguyên thuật hơi thở, trong thoáng chốc ùn ùn kéo đến, làm người ta nghẹt thở. Đó là cửu thiên thần thuật, đại phạm thiên 9 tầng chí tôn công, trận tự quyết uy áp. Luân hồi chi chủ, còn xin dừng bước, chúng ta tới nói một chút. Một đạo tràn đầy uy nghiêm cùng lẫm kiêu ngạo thanh âm, ở trong hư không vang lên. Sau đó, một cái bàn tay to lớn, lăng không trấn áp xuống tới. Cái bàn tay này, chu vi ngàn vạn dặm, không cách nào tưởng tượng to lớn, tựa như nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể bóp vỡ tinh thần, nghiền nát nhật nguyệt. Vậy bàn tay lớn hoa văn, toàn bộ là cổ xưa trận văn, đại biểu trận tự quyết uy nghiêm. Ngàn vạn nặng đại trận, theo bàn tay này bao phủ xuống, ngay tức thì đem Hồng Hà tiên tử thế giới nhỏ, hoàn toàn nghiền nát. Giao. Chung quanh tất cả không gian quy luật, thời gian pháp tắc, tạo vật quy luật vân. Vân, lập tức toàn bộ nổ tung. Diệp thần các người từ bể tan tành thế giới nhỏ bên trong rơi ra ngoài, đỉnh đầu là mênh mông bàn tay khổng lồ, dưới chân là liên miên vô tận núi rừng, phương xa là một cái thao thao bất tuyệt sông lớn, nước sông bên trong có tử điện tràn ngập, kinh chập thiên châu đang ẩn núp. Lúc này diệp thần các người, khoảng cách kinh chập bí cảnh, ước chừng trăm dặm cỡ đó, mới vừa có tiểu thế giới che chở, tự nhiên sẽ không bị tài quyết chi chủ phát hiện. Nhưng lúc này, thế giới nhỏ bị nghiền nát, diệp thần các người thân hình bại lộ, chắc là phải bị tài quyết chi chủ phát hiện. Bất quá, so với tài quyết chi chủ, diệp thần càng lo lắng, là địa tâm miếu ba tộc lão tổ. Vậy từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn, rõ ràng cho thấy Hồng gia lão tổ, Hồng Bi Trần thần thông. Huyết ảnh chín phá, giết. Hồng Hà tiên tử mắt gặp bàn tay lớn vỗ xuống, còn người hơi co rúc lại, cũng là một chưởng đánh ra, huyết mạch trong cơ thể cháy, thân thể mềm mại trên lao ra 9 tia máu ảnh, đạo đạo như máu kiếm vậy nhọn ác liệt, bắn về phía Hồng Bi Trần bàn tay. Ha ha, Hồng Hà tiên tử, như thế nóng nảy làm gì? Hồng Bi Trần cười một cái, rút bàn tay về, cũng không cùng nàng tranh đấu. Hồng Hà tiên tử huyết ảnh chín phá. 9 tia máu ảnh xạ sông lên trời, đem bầu trời thọt xuyên 9 cái lỗ thủng, có hỗn độn vũ trụ lưu quang, từ lỗ thủng bên trong lay động xuống, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Mà ở nơi này 9 cái lỗ thủng hạ, ba đạo cường đại bóng người hiển hóa đi ra, chính là địa tâm miếu ba vị lão tổ, Hồng Bi Trần, Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền. Diệp thần thấy ba tộc lão tổ quả nhiên hạ xuống, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhanh chóng phán đoán thế cục. Hắn bên này, Tiêu Khinh Nhan và Tiêu Bố Y sức chiến đấu, có thể coi thường. Nói cách khác, chỉ có hắn cùng Hồng Hà tiên tử, có thể cùng ba tộc lão tổ đối kháng. Là hai đánh ba cục diện. Hơn nữa, Hồng Bi Trần còn nắm trong tay cửu thiên thần thuật, thần thông vô cùng cường hãn. Diệp thần bên này, hoàn cảnh xấu rõ ràng hơn. Còn nữa, tài quyết chi chủ khẳng định vậy phát hiện nơi này biến cố, cũng là một cái to lớn tai họa ngầm cùng uy hiếp. Diệp thần chỉ cảm thấy tình thế vô cùng khó giải quyết, cùng Hồng Hà tiên tử đứng tới một chỗ, nhìn phía bầu trời, nói, ba vị lão tổ, các ngươi đại giá đến chơi, không biết có gì sao. Hồng Bi Trần ngắm nhìn Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, vạn yêu tiên chỉ ở trên tay ngươi, có phải hay không? Diệp thần trong lòng trầm xuống, địa tâm miếu ba tộc lão tổ hạ xuống, rõ ràng cho thấy bắt được vạn yêu tiên chỉ hơi thở, muốn mưu đồ gây rối. Ừ. Diệp thần biết không cách nào giấu giếm, liền thừa nhận xuống, trong lòng suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Hồng Bi Trần cười một cái, nói, không nghĩ tới à, huyết yêu tộc lại có thể sẽ đem vạn yêu tiên chỉ đưa cho ngươi, đây có thể nguy hiểm. Diệp thần nói, có nguy hiểm gì? Hồng Bi Trần nói, ngươi luân hồi huyết mạch, cuối cùng còn không khôi phục, vạn yêu tiên chỉ cầm ở trong tay, rất không an toàn, vạn nhất bị tài quyết chi chủ, hoặc là vạn khư cường giả đoạt đi, chẳng phải nguy hiểm. Diệp thần nói, cái này không nhọc tiền bối buồn tim, ta tự sẽ giữ gìn kỹ. Hồng Bi Trần ha ha cười một tiếng, nói, ngươi thực lực có hạn, rất khó giữ được hiểm, ngược lại không như đem vạn yêu tiên chỉ giao cho ta, ta tạm thời vì ngươi giữ, chờ ngươi sau này luân hồi huyết mạch khôi phục đỉnh cấp, ta trả lại cho ngươi không muộn. Diệp thần mặt liền biến sắc, Hồng Bi Trần quả nhiên là muốn cướp lấy vạn yêu tiên chỉ, hơn nữa còn mang ra như thế đường đường chính chính lý do. Lúc này. Hồng Hà tiên tử tiến lên trước một bước, cả giận nói, Hồng Bi Trần, người muốn mưu đoạt vạn yêu tiên trì, đó là mộng tưởng hảo huyền. Sau đó, nàng kéo Diệp thần tay, nói, Diệp thần,
chúng ta đi. Nhanh chóng đi Huyết Yêu Sơn mạch phương hướng bay đi. Tiêu Khinh Nhan cùng Tiêu Bố Y thấy vậy, cũng vội vàng đi theo lên. Ha ha, còn không nói tốt, cần gì phải đi vội vã. Hồng Bi Trần con người hung mang chớp mắt, bỗng nhiên một trưởng đánh ra, trận tự quyết bộc phát ra, một cái băng diệt đại trận, vô căn cứ ở Diệp Thần trước mặt hiện lên, bầu trời lưu vân, không gian quy luật, toàn bộ ở trong nháy mắt băng diệt, mất rơi thời không dị tượng sản sinh ra tới. Hắn một trưởng này, lại có thể băng diệt hư không, làm được mất rơi thời không hiện lên, đủ thấy hắn trận tự quyết sức lửa, đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Diệp Thần cùng Hồng Hà Tiên Tử dừng lại ở bước chân. Hồng Hà Tiên Tử bực tức quay đầu, nói, Hồng Bi Trần, ngươi thật muốn xé rách ra mặt. Hồng Bi Trần lạnh lùng nói, các ngươi muốn đi cũng có thể, lưu lại Vạn Yêu Tiên Trì. Hồng Hà Tiên Tử cắn răng, nói, ngươi muốn Vạn Yêu Tiên Trì, cứ tới Huyết Yêu Sơn mạch cướp lấy. Nói xong, nàng kéo Diệp Thần, một cái nhảy, lại nhảy qua thất lạc thời không, đi Huyết Yêu Sơn mạch bay đi. Hiện tại, nàng thực lực đã thật to hồi phục. Có thể tự mình chấp trưởng Huyết Yêu Sơn mạch, bằng vào địa mạch khí vận, nàng đủ để đối kháng địa tâm miếu đánh vào. Trước địa tâm miếu hạ xuống Huyết Yêu Sơn mạch, thiếu chút nữa nghiền ép toàn trường, cục diện này, là sẽ không phát sinh nữa. Bất quá, nếu như không có địa mạch khí vận theo nhờ, ở chỗ này tác chiến, nàng không chắc chắn chiến thắng ba tộc lão tổ, dẫu sao là lấy thiếu địch nhiều, tình thế thật to bất lợi. Muốn chạy trốn sao, chu vi ngàn vạn dặm. Toàn bộ bị ta trận pháp bao phủ, người có thể chạy đi nơi nào? Hồng Bi Trần giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, bát hoang hư không thần quang chào đáng, có trận pháp vách ngăn từ trên trời hạ xuống, giống như thiết mạc vậy, đem Diệp Thần cùng Hồng Hà Tiên Tử thân hình, hoàn toàn ngăn trở ở. Hồng Hà Tiên Tử mặt đẹp biến sắc, nhưng gặp trận pháp kia thiết mạc bên trong, ẩn nhiên có tia máu lững lờ. Lúc đầu Hồng Bi Trần, đã sớm cháy bổn mạng máu tươi. Bày ra ngàn vạn giảm trận pháp cấm chế, phúc che thiên địa. Muốn phá trận ra, trừ phi trước đem hắn giết chết. Hiển nhiên, vì cướp lấy Vạn Yêu Tiên Trì, hắn hôm nay là không tiếc bất cứ giá nào. Trận pháp kia thiết mạc, không ngừng đi trung ương co rúc lại, đem Diệp Thần cùng Hồng Hà Tiên Tử thân hình, cũng rất miễn cưỡng bước lui trở về, lại lần nữa đứng ở Hồng Bi Trần trước mặt. Hiện tại, chúng ta có thể nói một chút. Hồng Bi Trần chắp hai tay sau lưng. Một bộ nắm chắc phần thắng hình dáng. Ngươi xưng bậy nhân tộc người bảo vệ, nhưng là một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, ta cùng ngươi không có gì để nói. Hồng Hà Tiên Tử mặt đầy khinh thường, mắt gặp Hồng Bi Trần thế lớn, chính diện tỷ thí tuyệt không phần thắng, nàng liền kéo Diệp Thần, nhanh chóng đi phía dưới núi rừng chui đi. Tiêu Khinh Nhan cùng Tiêu Bố Y, vậy hoảng vội vàng đi theo lên. Bốn người chui nhập trong núi rừng, rất nhanh không thấy bóng dáng. Các ngươi trốn tránh thì có ích lợi gì, bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Hồng Bi Trần hừ một tiếng, phi thân bạo rơi xuống, dọc theo Diệp Thần đám người hơi thở, và Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ cùng nhau, đuổi giết đi. Diệp Thần đám người ở trong núi rừng qua lại, nhưng thủy chung không cách nào chạy khỏi đi ra ngoài. Chu vi thiên địa không gian quy luật, toàn bộ bị Hồng Bi Trần trận tự quyết phong tỏa, căn bản không cách nào thoát đi. Ngày hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt, Diệp Thần, như ta chết, ngươi phải thừa kế ta đạo thống, trọng trấn Huyết Yêu tộc. Hồng Hà Tiên Tử một bên đi về trước bay vút, vừa ngắm trước Diệp Thần, nói. Diệp Thần gặp nàng trong mắt bên trong, đã có hy sinh quyết tuyệt ý niệm, trong lòng nhất thời trầm xuống, nói, đừng nói lời như vậy, chúng ta không có việc gì. Hồng Hà Tiên Tử nói, chẳng lẽ ngươi có phá cuộc biện pháp? Diệp Thần trầm mặc xuống. Thử nghiệm câu thông luân hồi mộ địa, nhưng từ lần trước, Bắc Võ Tử Đế tiêu tán sau đó, luân hồi mộ địa vẫn không có động tính, cũng không có tân đại năng hiện thế. Hắn nếm thử nữa câu thông hoang lão, lại nghe được hoang lão cười nhạo, thằng nhóc, Hồng Bi Trần chỉ là một chính là lão tạp mao, cũng không đại khí vận trong người, nếu như liền loại nhân vật này, người đều không thể đối phó, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp chết liền coi là. Diệp Thần một hồi không nói. Tuy nói Hồng Bi Trần không có đại khí vận trong người, nhưng dẫu sao là trăm gia cảnh ba tầng thiên cường giả, hơn nữa nắm giữ cửu thiên thần thuật, hắn bây giờ muốn đánh thắng, vậy chân thực quá khó khăn. Suy tư một phen, Diệp Thần trong lòng miễn cưỡng có chủ ý, nhìn về Hồng Hà Tiên Tử nói, ta có biện pháp. Hồng Hà Tiên Tử mắt đẹp sáng lên, trong lòng dấy lên hy vọng, nói, biện pháp gì?
Diệp Thần nội tâm vùng vẫy một tí, sau đó ánh mắt bình tĩnh lại, nói ta chuẩn bị hiến tế nguyện vọng thiên tinh, như vậy thứ nhất, đủ để đánh bại ba tộc lão tổ. Nguyện vọng thiên tinh, có thể nói là Diệp Thần lá bài tẩy pháp bảo một trong, quan hệ đến tự thân khí vật, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, chuẩn bị hiến tế nguyện vọng thiên tinh. Người muốn hiến tế nguyện vọng thiên tinh? Hồng Hà tiên tử rất kinh ngạc. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái. Hồng Hà tiên tử nói, không được, nguyện vọng thiên tinh giá trị quá lớn, so ta giá trị cũng phải lớn hơn, không thể tùy tiện hiến tế. Nguyện vọng thiên tinh, truyền thuyết là từ cầu nguyện hồ tiên bên trong sản sinh ra tới, người sau này phi thăng thái thượng thế giới, dựa vào ngôi sao này, có thể truy tố đến cầu nguyện hồ tiên vị trí, chân quý như vậy pháp bảo, tại sao có thể tùy tiện hiến tế. Ở bốn đại tiên ao bên trong, cầu nguyện hồ tiên quyền năng, so với vạn yêu tiên chỉ còn lợi hại hơn. Truyền thuyết có thể thực hiện thế gian hết thảy nguyện vọng. Cái này cầu nguyện hồ tiên, không người biết ở nơi nào, trước thân đồ thiên âm, đưa cho Diệp Thần hồ cầu nguyện nước, chỉ là nàng thỉnh thoảng nơi được. Chân chính hồ tiên, lại không người biết rơi xuống. Nghe nói, năm đó cựu Nhật chi chủ, đối mặt thập đại lão tổ sát phạt, tuyệt cảnh dưới, đã từng muốn đi hồ tiên cầu nguyện, hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó. Đáng tiếc. Hắn từ đầu đến cuối không có thể tìm được cầu nguyện hồ tiên vị trí, cuối cùng nguyện vọng gì đều không thể thực hiện, bị thập đại lão tổ giết chết. Diệp Thần muốn đối kháng vạn khư, cầu nguyện hồ tiên cũng là một cái chỗ mấu chốt, mượn cầu nguyện hồ tiên uy lực, đủ để chế trụ vũ hoàng cổ đế. Mà nguyện vọng thiên tinh, có thể là thế gian còn sống, có thể ngược dòng đến cầu nguyện hồ tiên chỉ một đầu mối. So với cầu nguyện hồ tiên, ta quan tâm hơn ngươi. Diệp Thần ngắm nhìn Hồng Hà tiên tử, cái gì cầu nguyện hồ tiên, cũng quá mức xa vời, hắn chỉ quan tâm trước mắt nhân quả. Nếu như muốn hắn ở nguyện vọng thiên tinh cùng Hồng Hà tiên tử tới giữa, là một cái lựa chọn mà nói, hắn dĩ nhiên là lựa chọn Hồng Hà tiên tử. Hồng Hà tiên tử nghe Diệp Thần thành khẩn lời nói, không khỏi ngẩn ngơ. Luân hồi chi chủ, có lẽ, chúng ta còn có một cái biện pháp. Vừa lúc đó, một mực trầm mặc Tiêu Bố Y. Hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi, biện pháp gì? Tiêu Bố Y nói, ta cũng nắm giữ binh tự quyết, hơn nữa ta binh tự quyết tu vi, có thể nói là nghịch thiên vô địch, dùng nói khoác mà không biết ngượng lời nói, ta muốn ta binh tự quyết thành tựu, đã vượt qua sư phụ ta kiếm thần lão tổ, chỉ là ta hiện tại quá yếu ớt, không cách nào thi triển ra. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chỉ cần ngươi khôi phục hơi thở. Là có thể thi triển binh tự quyết, đối kháng ba tộc lão tổ. Không phải là đối kháng, là trực tiếp giết chết, xem nghiền chết con kiến hôi giết chết, ta đã lĩnh ngộ binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, như ta khôi phục thực lực, địa tâm vực biên giới, trừ người trong truyền thuyết kia nhâm ra thiên mệnh, sẽ không có người là ta địch thủ. Tiêu Bố Y cải tránh Diệp Thần giải thích, giọng nói vô cùng tự tin, còn có mãnh liệt kiêu ngạo. Hắn đúng là có kiêu ngạo tư cách, bởi vì... Hắn chính là luân hồi thiên kiếm đúc người. Diệp Thần rung động trong lòng, tự nhiên tin tưởng Tiêu Bố Y không nói giả, nói, vậy phải thế nào khôi phục ngươi thực lực. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần thi triển ra bát quái thiên đan thuật, muốn chữa trị Tiêu Bố Y. Nhưng bát quái thiên đan thuật ánh sáng, nhưng không cách nào thấm vào đến Tiêu Bố Y trong cơ thể, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình chặn lại. Tiêu Bố Y lắc đầu một cái, nói ta bị vũ hoàng cổ đế trấn áp. Lại bị tài quyết chi chủ cấm chế phong tỏa, huyết mạch trong cơ thể vết thương chồng chất, đã không phải là ngoại lực có thể chữa trị, chỉ có tiêu ra ta căn nguyên huyết mạch năng lượng, mới có thể để cho ta hồi phục. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy ý của ngươi là. Tiêu Bố Y chỉ Tiêu Khinh Nhan, nói, luân hồi chi chủ, ta cùng ngươi đã nói, giết nàng, người này là tiêu ra ta hậu duệ, giết nàng, cầm nàng máu tươi cung phụng ta. Ta có thể khôi phục bộ phận lực lượng, giết chết ba tộc lão tổ dư sức có thừa. Không được. Nghe nói như vậy, Diệp Thần tại chỗ cự tuyệt. Tiêu Bố Y ha ha cười một tiếng, nói, ba tộc lão tổ lập tức đuổi tới, muốn đối kháng, phải bỏ ra điểm giá phải trả, đây là giá thấp nhất. Hiện tại tình thế nguy cấp, muốn đối kháng ba tộc lão tổ, hoặc là hy sinh Tiêu Khinh Nhan, hoặc là hy sinh Nguyện Vọng Thiên Tinh, hoặc là hy sinh Hồng Hà Tiên Tử. Vô luận như thế nào, đều phải trả giá thật lớn. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tiêu Khinh Nhan đây là cũng không nói chuyện, nàng mặc dù không muốn chết, nhưng tình thế quá mức gay gắt,
chỉ sợ không tới phiên nàng lựa chọn. Luân hồi chi chủ, rốt cuộc đuổi kịp các ngươi, ha ha ha. Vừa lúc đó, phía sau truyền tới một đạo cuồng ngạo tiếng cười. Nhưng gặp Hồng Bi Trần bóng người hiện lên, do như nhật nguyệt như sao rơi, phá vỡ trùng trùng hư không, đuổi giết tới. Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền, ở hắn phía sau nhanh chóng đi theo. Ba tộc lão tổ có tam giác trận thế, khí cơ tương liên, ẩn nhiên một thể, vô cùng uy nghiêm bàng bạc. Không thời gian, mau giết nữ nhân này, cầm nàng máu tươi cung phụng ta, đây là giá thấp nhất. Tiêu Bố Y thấy Hồng Bi Trần đuổi theo, sống chết đã ở một phát, nhưng gương mặt giọng như cũ bình tĩnh, lãnh đạm làm cho người khác tâm lạnh. Tựa hồ ở lòng hắn bên trong, vĩnh viễn là tuyệt tình hình dáng, bất kể là phụ mẫu, vẫn là hậu bối, đều có thể trực tiếp giết chết, hoàn toàn không để ý luân lý làm người. Không, ta cự tuyệt. Diệp Thần nhưng là lắc đầu, một kéo tay Tiêu Khinh Nhan, một kéo tay Hồng Hà Tiên Tử, nhìn chung quanh xem hai nàng gương mặt. Hồng Hà Tiên Tử cùng Tiêu Khinh Nhan gương mặt, thần sắc đều là vô cùng phức tạp, mang theo vui vẻ yên tâm, cảm kích, không biết làm sao, thê lương, đoạn tuyệt ý. Mặc dù các ngươi không phải phụ nữ của ta, nhưng bất kể như thế nào, ta đều sẽ không cầm các ngươi tánh mạng tế trời. Diệp Thần thanh âm vô cùng thành khẩn, Hồng Hà Tiên Tử cùng Tiêu Khinh Nhan trong lòng động tình, đều là yên lặng nhìn hắn. Rào! Diệp Thần sau lưng bỗng nhiên chào đãng xuất tín ngưỡng ánh sáng trắng. Một viên sáng chói tinh cầu chậm rãi bay lên. Viên tinh cầu này, khắp nơi hiện đầy tế đàn thần điện, đạo quan lâu vũ cùng kiến trúc, hàng tỷ tín đồ ở màng bái, tinh cầu trung tâm còn có một viên gió vũ linh thụ, chính là nguyện vọng thiên tinh. Viên này nguyện vọng thiên tinh, đã từng căn nguyên đỏ ửng ngọc tủy, gió vũ linh thụ khí vận, một món hồ cầu nguyện nước rèn luyện, năng lượng bàng bạc, so với ngày xưa ở nho tổ trong tay thời điểm, không biết mạnh hơn nhiều ít. Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Tiêu Bố Y thấy nguyện vọng thiên tinh bay lên không, nhất thời thất thanh hô kêu, trong lòng có vô cùng là không ổn dự cảm. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói ta chuẩn bị hiến tế nguyện vọng thiên tinh. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần linh khí câu thông nguyện vọng thiên tinh, đúng viên tinh cầu cũng kịch liệt chấn động đứng lên, hàng tỷ tín đồ tóe ra cuồn cuộn tiếng ngâm sướng, sáng chói tín ngưỡng ánh sáng, chiếu sáng ngàn vạn dặm. Hồng Bi Trần cùng ba vị lão tổ, bị nguyện vọng thiên tinh ánh sáng, sáng chói được nhức mắt, dừng lại ở thân hình. Luân hồi chi chủ, người muốn hiến tế nguyện vọng thiên tinh. Hồng Bi Trần thấy vậy nguyện vọng thiên tinh, đang chậm rãi bành trướng trước, không khỏi đổi sắc mặt. Nếu như nguyện vọng thiên tinh hiến tế nổ, uy lực kia tuyệt đối là đáng sợ, mặc dù lấy hắn tu vi, sẽ không bị nổ chết, nhưng vậy tuyệt đối muốn trọng thương. Dưới trọng thương, liền là một khối cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có lớn như vậy quyết đoán, tình nguyện hiến tế nguyện vọng thiên tinh, cũng không chịu giao ra vạn yêu tiên trì. Không, luân hồi chi chủ, nguyện vọng thiên tinh là thiên địa kỳ bảo, người tại sao có thể tùy tiện hiến tế? Tiêu Bố Y đột nhiên nghiêm nghị kêu to lên, hắn từ đầu đến cuối vẫn là trầm tĩnh hình dáng, nhưng hiện tại hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Bởi vì, hắn là một cái khí si, nguyện vọng thiên tinh ở hắn trong mắt, chính là hoàn mỹ pháp bảo. Là thiên địa tạo vật, nếu như trực tiếp hiến tế hết, vậy đơn giản là đối với tạo vật làm hại. Giống vậy hỗn độn pháp bảo, đều là người là đúc, nhưng nguyện vọng thiên tinh không cùng, viên tinh cầu này, là từ cầu nguyện hồ tiên bên trong sản sinh ra tới, là thiên địa tạo vật. Làm một khí si, Tiêu Bố Y tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, Diệp Thần lại có thể tình nguyện hiến tế nguyện vọng thiên tinh, cũng không hy sinh Tiêu Khinh Nhan. Nguyện vọng thiên tinh chậm rãi bành trướng trước. Tiêu Bố Y con người co rúm lại, đột nhiên bàn chân đạp một cái, xông lên bay lên trời, một chưởng hướng nguyện vọng thiên tinh bao phủ đi. Hắn lòng bàn tay bên trong, thấm ra một cổ cường hãn nguyên thuật hơi thở, đó là cửu thiên thần thuật binh tự quyết chập chờn. Hắn lại liều mạng yếu ớt thân thể, cưỡng ép vận dụng binh tự quyết, vậy muốn ngăn cản Diệp Thần hiến tế nguyện vọng thiên tinh. Người cái này người điên, cho ta lăn xuống tới. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Vội vàng sử dụng hoang ma thiên kiếm, một kiếm hướng Tiêu Bố Y bổ tới, phải đem hắn ép xuống. Chiến cuộc nguy cấp, nếu như thời cơ bị trì hoãn, Hồng Bi Trần sẽ không lại cho hắn hiến tế pháp bảo cơ hội. Tiêu Bố Y gương mặt lạnh lùng, thấy Diệp Thần một kiếm bổ tới, trở tay một trường, lại đem Diệp Thần hoang ma thiên kiếm, đánh rớt xuống. Bên kia Hồng Bi Trần,
vốn là muốn nhân cơ hội tập sát Diệp Thần, nhưng thấy Tiêu Bố Y thủ đoạn, trong lòng rét một cái, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng gặp Tiêu Bố Y cả thân khí huyết sức sống, đang không ngừng trôi qua, hắn thân thể quá mức yếu ớt, hiện tại cưỡng ép ra tay, là ở thiêu đốt sinh mệnh lực lượng. Từ cầu nguyện hồ tiên bên trong sản sinh ra pháp bảo, đơn giản là thiên địa tuyệt diệu tạo vật, viên tinh cầu này, so với phổ thông trời trăng sao, còn muốn tráng lệ vạn phần, ngươi làm sao bỏ được hiến tế. Tiêu Bố Y ngẩng đầu ngắm nhìn nguyện vọng thiên tinh, tựa như lần đầu tiên ngửa mặt trông lên tinh không cổ xưa trước dân, trong ánh mắt thấm ra cực hạn chìm đắm, mộng ảo sắc thái. Hắn là một cái khí si, ở hắn trong mắt, cái gì phụ mẫu luân lý làm người, tình yêu nam nữ, đều là vô căn cứ, chỉ có luyện khí, chỉ có binh khí pháp bảo, mới có thể đưa tới hắn hứng thú cùng quyến luyến. Hiện tại, Diệp Thần viên này nguyện vọng thiên tinh, lại để cho hắn vô cùng say mê. Thà để cho viên tinh cầu này chết đi, ngược lại không như ta đi chết tốt. Tiêu Bố Y ánh mắt bình tĩnh, trôi lơ lửng ở nguyện vọng thiên tinh trước, tựa như một cái bảo vệ tinh không cô độc người, thân hình mang tịch mịch, còn có một chút quyết định đại khí phách. Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, ánh mắt mang theo một chút rung động, kinh ngạc nhìn Tiêu Bố Y. Giờ khắc này Tiêu Bố Y, phảng phất là một cái tuấn đạo giả, vì luyện khí mà tuấn đạo, ánh mắt tràn đầy thành kính. Hắn cái này cổ thành kính hơi thở, cùng nguyện vọng thiên tinh lẫn nhau câu thông, người cùng tinh cầu hòa hợp, thiên nhân hợp nhất, cả người tóe ra cực kỳ sáng chói thần mang. Ngươi là, trong truyền thuyết khí si, kiếm thần lão tổ học trò. Hồng Bi Trần thấy Tiêu Bố Y bộ dáng này, rốt cuộc tỉnh ngộ lại, rõ ràng liền tất cả, gương mặt lộ ra vô cùng kinh hãi cùng chấn động phố thần sắc. Truyền thuyết Tiêu Bố Y, hết sức được kiếm thần lão tổ chân truyền, binh tự quyết thần thông nghịch thiên vô địch. Hắn nếu là bùng nổ, địa tâm vực ai có thể chống đỡ? Đáng chết! Trận tự quyết, cho ta trấn áp! Hồng Bi Trần hoảng hốt dưới, hai tay cuồng chụp ra, do như trời long đất lở, ngàn vạn trọng đại trận nổ tung, hóa thành một cổ hỗn độn hồng mông bàng bạc lực lượng, hung hăng hướng Tiêu Bố Y đánh giết đi. Tiêu Bố Y thân ảnh cô độc, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, đối mặt Hồng Bi Trần một trưởng bạo giết, ở cuồng bạo trưởng phong kích động hạ. Hắn tựa như sóng gió kinh hoàng bên trong một lá thuyền nhỏ. Nhưng, dù vậy, Tiêu Bố Y trên khuôn mặt, vậy không có sợ hãi chút nào vẻ, vẫn là bình tĩnh đến tràn đầy tuấn đạo giả thành kính tư thái, làm người ta rung động. Minh tự quyết, bạo thiên binh. Bỗng nhiên, Tiêu Bố Y nhẹ nhàng nói ra, bàn tay cách không hướng mặt đất nắm chặt. Khách ầm ầm, ngàn vạn dặm mặt đất, ngay tức thì chấn động đứng lên, giống như ngày tận thế động đất. Bản khối dạn nứt, từng luồng địa mạch linh khí, mậu thổ tinh khí, hòa lẫn ngàn dặm bụi bẩm đất bùn, đổ sông lên trời, cũng ngay tức thì ngưng tụ thành một viên to lớn mậu thổ tinh cầu. Viên tinh cầu này, chào đáng trước minh mông nguyên thuật hơi thở, là thuần túy dụng binh tự quyết đúc đi ra, hàm chứa địa mạch đại thế, hiện tượng thiên văn khí vận. Viên tinh cầu này là như vậy to lớn, như vậy mãnh liệt, tựa như tụ hợp liền ngàn từ vạn dặm đất linh khí, che khuất bầu trời, cuốn lên mưa gió. Hồng Bi Trần thấy viên này mậu thổ tinh cầu ra đời, hoàn toàn sợ ngây người. Đi mau! Cơ hồ là trong nháy mắt, Hồng Bi Trần cảm nhận được viên này mậu thổ tinh cầu đáng sợ, phía trên hội tụ đứng đầu nhất binh tự quyết thần thông, đại biểu binh tự quyết chí cao vô thượng uy nghiêm. Mà thi triển một chiêu này giá phải trả, là Tiêu Bố Y tự thân tánh mạng. Viên này mậu thổ tinh cầu sản sinh ra tới sau đó, mặt hắn cho đã hoàn toàn trắng bệch, thân thể hoàn toàn khô cằn. Tất cả máu thịt linh khí, tiêu hao hầu như không còn, cả người giống như một cái khô thi vậy. Một cái khô thi, nâng một viên mậu thổ tinh cầu. Cao hơn trên bầu trời, nguyện vọng thiên tinh ở chiếu sáng, hình ảnh này, cực kỳ nguy nga. Tiêu Bố Y vung tay lên, vậy mậu thổ tinh cầu đánh giết ra, đem Hồng Bi Trần trận tự quyết hơi thở, hoàn toàn nghiền nát. Nếu như luận võ đạo mà nói, hắn bây giờ, chưa chắc có thể cùng Hồng Bi Trần so sánh. Nhưng nếu như bàn về cửu thiên thần thuật, bàn về phạm thiên thần công thành tựu, vậy Hồng Bi Trần là tuyệt đối không thể so sánh với hắn. Hồng Bi Trần trận tự quyết, ở Tiêu Bố Y binh tự quyết trước mặt, đơn giản là gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Vậy mậu thổ tinh cầu, một đường phá không đánh giết xuống, cuối cùng ngầm đích một tiếng, ở Hồng Bi Trần sau lưng nổ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, Hồng Bi Trần miệng phun máu tươi. Nhất thời trọng thương.
Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền hai vị lão tổ, cũng là bị nổ trọng thương. Ba người vô cùng chật vật, bị nổ bay ra ngoài, ở đầy trời kích động mậu thổ trong bụi bặm, cũng không biết là chết hay sống. Vậy mậu thổ tinh cầu nổ, mãnh liệt binh tự quyết nguyên khí nổ tung đi ra, chu vi mấy ngàn dặm rừng rậm mặt đất, lập tức bị san thành bình địa, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Diệp Thần thấy cái này cường đại lực tàn phá, kinh ngạc trợn to hai mắt, một hồi đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là binh tự quyết trung cực sao. Bàn về binh tự quyết tu vi, Tiêu Bố Y đơn giản là vô địch, so với Diệp Thần là cường hãn hơn. Nhưng mà, đang thi triển hoàn binh tự quyết sau đó, Tiêu Bố Y khô thi vậy thân thể, từ không trung rơi xuống, quăng mạnh xuống đất. Rắc rắc sát, hắn cả người xương, một hồi vết nứt tiếng vang, tựa hồ cũng bị té được vỡ vụn. Tiền bối, Diệp Thần kinh hãi, vội vàng đi tới cha xem, nhưng gặp Tiêu Bố Y hình dạng khô cằn, máu thịt linh khí chạy mất hầu như không còn, chỉ còn lại một tấm khô héo da, miễn cưỡng dán vào gãy lìa trong xương cốt, hình dáng so với thây khô còn đáng sợ hơn. Đây là hắn cưỡng ép thi triển binh tự quyết giá phải trả. Diệp Thần trong lòng rung động, không nói ra lời. Tiêu Khinh Nhan cùng Hồng Hà tiên tử chạy tới, thấy Tiêu Bố Y bộ dáng này, cũng là trầm mặc. Không cần kêu ta tiền bối. Tiêu Bố Y dùng ảm đạm ánh mắt, đánh giá Diệp Thần, nằm trên đất không ngừng thở hổn hển, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, hắn đã đèn cạn dầu, lập tức phải chết đi. Đáp ứng ta, sau này không muốn hiến tế nguyện vọng thiên tinh, còn có vạn yêu tiên trì, bầu trời hoàng tuyền đổ vân. Vân, thiên địa hoàn mỹ pháp bảo, không muốn hiến tế, đây là thiên địa tạo hóa ảo diệu, đại biểu luyện khí nghệ thuật, người nếu là có hiến tế làm nhục ý niệm, chính là khinh nhờn đại lộ. Sinh mạng đi tới cuối, Tiêu Bố Y đối với mình tánh mạng, cũng không thương tiếc, còn nhớ không quên binh khí pháp bảo sự việc. Diệp Thần trong đầu nghĩ, người này quả nhiên là một khí si, đã sắp chết, còn nghĩ luyện khí. Tiêu Bố Y nói, luân hồi chi chủ, người đỡ ta đứng lên. Diệp Thần gật đầu một cái, chậm rãi đem Tiêu Bố Y đỡ ngồi dậy, để cho hắn dựa vào ở mình trong khuỷu tay. Tiêu Bố Y hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, nói ta đã không nhanh được, ta phải nói cho ngươi binh tự quyết bí mật, hy vọng ngươi có thể thừa kế ta đạo thống. Ở sinh mạng cuối, Tiêu Bố Y nhớ tới đạo thống truyền thừa chuyện, ánh mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói, binh tự quyết bí mật, là cái gì? Hắn vậy tu luyện binh tự quyết, hơn nữa cũng có đại thành sức lửa, tự hỏi thành tựu không kém, nhưng ngày hôm nay thấy được Tiêu Bố Y binh tự quyết, hắn mới biết mình quá mức ngồi giếng nhìn trời, chân chính binh tự quyết nghĩa sâu xa, hắn xa xa còn không chạm đến. Tiêu Bố Y nói, binh tự quyết trung cực sát chiêu, tên là Bạo Thiên Binh, có thể lấy càn khôn mặt đất là vật liệu, đúc ra một viên mậu thổ tinh cầu, nổ giết người, đây là binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa. Cái này thế gian, có thể lĩnh ngộ cái này trung cực nghĩa sâu xa, chỉ có ta một người. Coi như là sư phụ ta Kiếm Thần lão tổ, cũng không thể lĩnh ngộ thấu triệt. Diệp Thần ánh mắt hơi co lại, nói, Bạo Thiên Binh. Tiêu Bố Y gật đầu một cái, nói, muốn lĩnh ngộ, Bạo Thiên Binh, trung cực sát chiêu, cần chém cắt hết thảy, cái gọi là thái thượng vong tình, nếu như trong lòng có tình độc lưu luyến, liền không thể tham phá trung cực, chỉ có chém cắt hết thảy, giết tuyệt hết thảy, cầm người thân cận, toàn bộ giết sạch, vong tình vong yêu, mới khá chém hết phu tạp, lĩnh ngộ đại đạo trung cực chí lý. Cầm người thân cận, toàn bộ giết sạch. Diệp Thần nội tâm rung động, rốt cuộc rõ ràng Tiêu Bố Y vì sao phải giết cha giết mẫu, đoạn tuyệt hết thảy, nguyên lai là vì chứng đạo. Tiêu Bố Y nói, không sai, đây là lấy giết chứng đạo chí lý, binh tự quyết là sát phạt bí quyết, chỉ có lấy giết chứng đạo, chém hết tất cả, mới khá làm chứng cuối cùng bí ẩn. Sư phụ ta không đủ vô tình, cho nên không thể chứng đạo đỉnh cấp, mà ta đã đứng ở binh tự quyết đỉnh cấp. Luân hồi chi chủ, người tư chất rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể thừa kế ta đạo thống, lấy giết chứng đạo, đem binh tự quyết truyền thừa tiếp. Vì chứng đạo, người trong thiên hạ người đều có thể giết, ngươi không nên quá qua nhân từ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Bố Y móc ra một khối ngọc bội, giao cho Diệp Thần, sau đó gương mặt mang từ bi ý, nhắm hai mắt lại, hơi thở đoạn tuyệt mà chết. Diệp Thần nắm ngọc bội, kinh ngạc không nói ra lời. Ngọc bội này bên trong, hàm chứa Tiêu Bố Y đối với binh tự quyết cách nhìn. Hắn có thể đúc ra luân hồi thiên kiếm, thậm chí trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, luyện khí thành tựu vượt qua Kiếm Thần lão tổ,
chính là bởi vì hắn làm được thái thượng vong tình, lấy giết chứng đạo, chém hết phu tạp, trong lòng chỉ có luyện khí, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua. Nhưng mà, cái này lấy giết chứng đạo phương pháp, quá mức tàn bạo tàn nhẫn, Diệp Thần khó mà tiếp nhận. Tiêu Khinh Nhan cùng Hồng Hà tiên tử, cũng bị Tiêu Bố Y một phen rung động, im lặng đứng ở một bên. Lấy giết chứng đạo, nguyên lai đây chính là binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa sao. Diệp Thần siết ngọc bội, ánh mắt hoảng hốt xuất thần. Suy, vừa lúc đó, một đạo cực kỳ nóng rực thần thánh chói lọi, giống như tên vậy, hướng Diệp Thần chán bắn tới. Có người đánh lén, tài quyết chi chủ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, lòng hắn thần còn ở hoảng hốt tới giữa, đạo này thần mang phá không bắn tới, tập sát cực nhanh, hoàn toàn phong tỏa hắn khí cơ, hắn lại là khó mà ngăn cản. Chú ý! Một bên Tiêu Khinh Nhan, dẫn đầu kịp phản ứng, động thân tới, bảo vệ Diệp Thần. Suy! Vậy đạo thần mang, trực tiếp xuyên qua Tiêu Khinh Nhan đầu vai, đánh ra một cái lỗ máu, thương thế rất nặng. Tiêu Khinh Nhan rên lên một tiếng, thân thể lập tức nhuyễn đảo. Không có sao chứ. Diệp Thần đem nàng đỡ dậy, xem kỹ xem nàng thương thế, thật may tài quyết chi chủ lần này đánh lén, vội vàng gian cũng không có thể dùng toàn lực, nàng chỉ là trọng thương, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Giao. Diệp Thần mở ra bát quái thiên đan thuật, thay Tiêu Khinh Nhan chữa trị, cầm máu ổn định thương thế. Không có sao. Tiêu Khinh Nhan vùng vẫy đứng lên, che đầu vai, nhìn về phía trước. Nhưng gặp tài quyết chi chủ, mang mấy cái tinh nhuệ cường giả, từ trong rừng cây đi ra. Mới vừa Diệp Thần cùng ba tộc lão tổ đánh nhau, tình thế quá mức gay gắt, gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây, hắn cũng không có tùy tiện hiện thân, mà là muốn ẩn núp, cướp lấy ngư ông thủ lợi. Nhưng không nghĩ tới, tranh đấu cuối cùng, Tiêu Bố Y lại có thể chết. Hắn vì duy trì nguyện vọng thiên tinh, tình nguyện tự mình hy sinh, cũng không muốn để cho nguyện vọng thiên tinh bị hiến tế, cái này gần như si cuồng vậy tín niệm, thật to ngoài tài quyết chi chủ ý liệu. Hiện tại Tiêu Bố Y chết, hắn núp Hồng Quân Thiên Kiếm kế hoạch, có thể nói hoàn toàn rơi vào khoảng không. Luân hồi chi chủ, đều là ngươi làm chuyện tốt, nếu như không phải là ngươi, ta con cờ làm sao sẽ chết. Ngươi có thể biết Tiêu Bố Y đối với ta lại nói ý vị như thế nào. Ngươi có thể chết, địa tâm vực tất cả mọi người đều có thể chết. Duy chỉ có hắn không thể chết được. Tài quyết chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngũ quan vặn vẹo, vô cùng tức giận. Lòng hắn bên trong cái đó xưng bá thái thượng thế giới kế hoạch, lúc này hủy diệt. Hắn không cách nào tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Mặc dù Diệp Thần lấy được Tiêu Bố Y nghĩa sâu xa truyền thừa, biết được lấy giết chứng đạo chân lý, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần không thể nào đi lên con đường này, Diệp Thần truy tìm chỉ có thể là võ đạo. Nói cách khác, Diệp Thần không cách nào dò ngó gặp binh tự quyết trung cực, hắn luyện khí tiêu chuẩn, không thể nào đạt tới Tiêu Bố Y cảnh giới. Đừng nói lý tưởng ở giữa Hồng Quân Thiên Kiếm, cho dù là thực tế tồn tại Luân Hồi Thiên Kiếm, Diệp Thần cũng không khả năng đúc đi ra. Lấy giết chứng đạo, giết tuyệt bên người tất cả người thân cận, nơi nào có như thế dễ dàng làm được. Cho nên, tài quyết chi chủ dưới cơn thịnh nộ, chỉ muốn giết chết Diệp Thần, cũng không có lại thu nhận khuyên hàng ý. Thiên đường thánh quyền, phá. Tài quyết chi chủ quát to một tiếng, âm nhu gương mặt nhưng bộc phát ra mãnh liệt sát khí, quả đấm mang khí lóng lánh, như có thần thánh thiên đường gia trì, màu trắng bạc chói lọi tách thả ra, hung hăng hướng Diệp Thần đầu đánh giết đi. Hắn thân thể như cụ yếu ớt, nhân quả từng bước xâm chiếm, bây giờ có thể phát huy thực lực, chừng trăm gia cảnh ba tầng thiên, một quyền này dị thường bá đạo mãnh liệt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lui về sau một bước. Cùng Hồng Hà tiên tử nhìn nhau. Hai người vô cùng ăn ý, một trái một phải đồng loạt giết ra. Diệp Thần đánh ra Hoang Ma Thiên Kiếm, cho mượn Hồng Hà tiên tử sử dụng. Hồng Hà tiên tử tiếp lấy Hoang Ma Thiên Kiếm, tự thân yêu khí cùng thiên kiếm ma khí dung hợp, hóa thành một món hỗn độn vậy bóng tối kiếm khí, hướng tài quyết chi chủ đâm tới. Diệp Thần thì nắm chặt Long Uyên Thiên Kiếm, kiếm thế như rồng, vô cùng hung mãnh, đi về trước chém chết ra. Tài quyết chi chủ thần sắc biến đổi, hắn dưới cơn thịnh nộ, nhưng bỏ quên Diệp Thần Hồng Hà tiên tử song kiếm hợp bích thủ đoạn. Hồng Hà tiên tử thực lực trước mắt, chỉ so với Hồng Bi Trần hơi kém một bậc, nàng cùng Diệp Thần liên thủ, lấy hai địch một, nhưng là chiếm cứ thượng phong. Đáng chết! Tài quyết chi chủ mắt xem song kiếm hợp bích đánh tới, nên cũng không dám khinh thường,
vội vàng phi thân lui về phía sau. Hắn trạng thái vốn là yếu ớt, hiện tại lại rời đi kinh chập bí cảnh, không thể theo nhờ địa mạch khí vận ưu thế, cũng không phải là Diệp Thần, Hồng Hà tiên tử hợp bích địch thủ. Ngày hôm nay coi là các ngươi may mắn, sau này cho ta chờ. Tài quyết chi chủ cắn răng, mắt gặp thế cục nghịch chuyển, đã không cách nào vãn hồi, vội vàng mang người thủ hạ, xoay người phi độn đi. Mà lúc này, xa xa bụi mù bên trong, có ba đạo thân ảnh lảo đảo lắc lư đứng lên, chính là địa tâm miếu ba vị lão tổ. Hồng Bi Trần cùng ba người, bị Tiêu Bố y bạo thiên binh, nổ thành trọng thương, thật may ba người tu vi cũng như người thú, chống đỡ qua một kiếp này, cũng không có chết. Vậy binh tự quyết trung cực, lại có thể như vậy lợi hại, không hổ là đúc ra luân hồi thiên kiếm người. Hồng Bi Trần nội tâm âm thầm rung động, cái này một tí bị bạo thiên binh nổ bị thương, hắn đã bắt được thiên cơ, biết được luân hồi thiên kiếm chân chính đúc người, chính là Tiêu Bố y. Có thể đúc ra luân hồi thiên kiếm, có thể tưởng tượng được Tiêu Bố y cường hãn. Bất quá cường giả như vậy, hôm nay cũng là chết. Hồng Bi Trần sợ bị Diệp Thần trả thù, hiện tại hắn đã trọng thương. Trong thời gian ngắn khó khôi phục, cũng không phải là Diệp Thần cùng Hồng Hà tiên tử địch thủ, vung tay lên tới giữa, cũng vội vàng mang Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền rời đi. Hồng Hà tiên tử thấy Hồng Bi Trần, tài quyết chi chủ các người phải đi, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm bổn tiên tử không tồn tại. Huyết yêu thiên trận, cho ta bao phủ. Bỗng nhiên, Hồng Hà tiên tử giơ lên hoang ma thiên kiếm, nồng nặc máu tươi nổ tung ra. Hòa lẫn thiên kiếm năng lượng, ngay tức thì tràn ngập ngàn dặm, hóa thành một cái đỏ tươi đại trận, giống như nồi lớn xây vậy bao phủ xuống, đem Hồng Bi Trần, tài quyết chi chủ các người, toàn bộ vây ở tại chỗ. Hồng Bi Trần, tài quyết chi chủ các người đang muốn chạy thoát, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màu máu trận pháp kết giới, còn mang hoang ma kiếm khí, không khỏi thần sắc đại biến. Hồng Hà tiên tử gương mặt lãnh khốc, mượn hoang ma thiên kiếm năng lượng, nàng huyết yêu thiên trận uy nghiêm. Bùng nổ đến mức tận cùng, thuận lợi chặn lại đám người chạy trốn nhịp bước. Hồng Bi Trần trầm giọng nói, Hồng Hà tiên tử, người muốn làm cái gì? Hồng Hà tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay các ngươi cũng cho ta chết ở chỗ này. Hiện tại ba tộc lão tổ trọng thương, tài quyết chi chủ lại mất đi địa mạch khí vận theo nhờ, chính là chém giết lớn thời cơ tốt, nàng không muốn bỏ qua cơ hội. Đừng xung động. Diệp Thần nghe được Hồng Hà tiên tử lời này, nhưng là vô cùng chấn động, đè xuống nàng bả vai. Muốn một lần hành động giết chết ba tộc lão tổ, còn có tài quyết chi chủ chân thân, kế hoạch này quá điên cuồng, liền Diệp Thần cũng không dám điên cuồng như vậy. Vô luận là ba tộc lão tổ, vẫn là tài quyết chi chủ, khí vận cũng còn chưa tới mất hút thời điểm, bọn họ cũng có riêng mình lá bài tẩy, muốn giết chết bọn họ, nói dễ vậy sao? Diệp Thần, đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, một khi bỏ qua, sau này liền sẽ không lại có. Hồng Hà tiên tử nhìn lại Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo kiên định ý, chỉ cần giết chết bọn họ, liền có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, không cần lại lo lắng cái gì, chúng ta có thể nhất thống địa tâm vực, ung dung đối kháng vạn khư uy áp. Tài quyết chi chủ cùng Hồng Bi Trần các người, nghe được Hồng Hà tiên tử lại thật động sát tâm, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng đứng tới một chỗ. Tài quyết chi chủ cười lạnh nói, Hồng Hà tiên tử, ngươi thật là to gan, ngươi lấy là chỉ bằng vào ngươi, liền có thể giết chết ta. Hồng Hà tiên tử nói, ta không được, nhưng hơn nữa luân hồi chi chủ, muốn giết ngươi dư sức có thừa. Nàng nhìn thấu tài quyết chi chủ yếu ớt, có thể phát huy ra thực lực, nói cho cùng chỉ có trăm gia cảnh ba tầng thiên mà thôi, tại chưa có địa mạch khí vận dưới ảnh hưởng, nàng cùng Diệp Thần liên thủ, có rất lớn cơ hội, có thể chém giết. Dù sao, hiện tại ba tộc lão tổ, dưới trọng thương, đã là đợi làm thịt dê con, tài quyết chi chủ một mình tác chiến, rõ ràng bất lợi. Giờ phút này Diệp Thần nhưng là trầm mặc không nói lời nào, bởi vì hắn biết, tài quyết chi chủ còn chưa tới rơi xuống thời điểm, muốn giết chết hắn, muôn vàn khó khăn, làm không tốt ngọc đá cùng vỡ, hai bên lấy mạng đổi mạng, bị vũ hoàng cổ đế uổng nhặt không tiện nghi. Ba vị lão tổ, đây là dùng thúy trúc tiên trì linh thủy, đặc biệt rèn luyện qua thái thượng tiên đan. Có thể để cho các ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng ta chỉ có một viên. Tài quyết chi chủ mắt gặp tình thế bất lợi, khẽ cắn răng, móc ra một viên đan dược, đưa cho Hồng Bi Trần. Viên đan dược này, lục óng ánh, tràn đầy thanh thúy sức sống, linh khí vô cùng đậm đà, mùi thơm xông vào mũi, vừa thấy cũng biết bất phàm,
Thúy Trúc Tiên Trì, Thái Thượng Tiên Đan. Hồng Bi Trần trong lòng chấn động một cái, vội vàng đem đan dược nhận lấy, chỉ cảm thấy vào tay mát rượi, cả người thương thế ở đan khí bồi bổ hạ, lại có khôi phục dấu hiệu. Cái này còn không uống, chỉ là cảm thụ đan khí, lại có thể cũng có này cùng hiệu quả, có thể gặp đan dược này thần kỳ. Tài quyết chi chủ hơi có chút nhức nhối, chân quý như vậy chữa thương đan dược, hắn cũng chỉ có một viên mà thôi. Viên đan dược này, dùng Thúy Trúc Tiên Trì linh thủy rèn luyện qua, mang theo Thúy Trúc Tiên Trì linh khí, cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Mà Thúy Trúc Tiên Trì, chính là bốn đại tiên ao một trong, đại biểu giữa trời đất nhất đậm đà sức sống, nghe nói coi như là một đoạn xá lợi đạo cốt, vứt xuống Thúy Trúc Tiên Trì bên trong đi, đều có thể lần nữa khôi phục sức sống, vô cùng kỳ diệu. Bốn đại tiên ao bên trong, cầu nguyện hồ tiên chủ tín ngưỡng, thiên long hồ tiên chủ lực tính, vạn yêu tiên chỉ chủ nội tức, Thúy Trúc Tiên chỉ chủ trị liệu, có chỗ kỳ diệu. Hồng Bi Trần cầm đan dược, quay đầu nhìn một chút Lâm Pháp Minh cùng Mạc Thanh Huyền. Dừng không hai vị lão tổ gật đầu một cái, đan dược chỉ có một viên, tự nhiên không tới phiên bọn họ. Hồng Bi Trần thực lực mạnh nhất, hắn ăn vào đan dược, khôi phục thương thế, mới có nghịch chuyển cục diện hy vọng. Lập tức Hồng Bi Trần liền nuốt vào trúc xanh tiên đan, trong đầu nghĩ, cái này tài quyết chi chủ, tự thân suy yếu như vậy, lại có thể cũng đem trúc xanh tiên đan đưa cho ta. Thật ra thì cũng đúng, hắn tình huống quá mức nghiêm trọng, liên quan đến nhân quả và quy tắc, đã không phải là bất kỳ đan dược có thể cứu chữa. Bên trong động lòng sát niệm, chỉ muốn tại chỗ giết chết tài quyết chi chủ, là địa tâm vực trừ hại. Phải biết, địa tâm miếu mấy chục ngàn năm bố trí, chính là vì diệt trừ tài quyết chi chủ mà thôi, mà hiện tại tài quyết chi chủ yếu ớt, chính là chém giết lớn thời cơ tốt. Nhưng mà, thấy Hồng Hà tiên tử đầy mặt sát khí, Hồng Bi Trần nhất thời trong lòng rét một cái. Bây giờ muốn đối kháng Hồng Hà tiên tử, chỉ có thể là buông xuống thành kiến, cùng tài quyết chi chủ hợp tác. Rào. Một món màu xanh chói lọi, từ Hồng Bi Trần trong cơ thể toát ra. Ở trúc xanh tiên đan bồi bổ hạ, hắn thương thế cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Động thủ. Hồng Hà tiên tử cắn răng, hóa thành một đạo huyết ảnh, lập tức hướng Hồng Bi Trần tập sát đi. Nếu như bị Hồng Bi Trần thương thế hoàn toàn khôi phục, vậy cục diện ắt phải nghịch chuyển. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hiện tại tình thế hết sức phức tạp. Địa tâm miếu cùng tài quyết thánh đường là tử địch, Diệp Thần kẻ địch, cũng là tài quyết chi chủ. Vốn là, hắn có thể cùng địa tâm miếu hợp tác, diệt trừ tài quyết chi chủ. Nhưng vấn đề là, địa tâm miếu dã tâm quá lớn, muốn mưu đoạt vạn yêu tiên trì. Mà nhân tộc cùng huyết yêu tộc tới giữa, lại có mãi mãi mối thù cũ. Hiện tại địa tâm miếu, tài quyết thánh đường, huyết yêu tộc ba phe thế lực, lẫn nhau lần lượt thay nhau, ân oán dây dưa, thế cục vô cùng phức tạp. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đứng ở Hồng Hà tiên tử bên này. Lau một cái thái dương vậy huy hoàng ánh sáng, từ Long Uyên Thiên Kiếm bộc phát ra, Diệp Thần nâng kiếm cùng Hồng Hà tiên tử liên thủ, hướng Hồng Bi Trần chém tới. Ngăn lại bọn họ. Hồng Bi Trần đang khôi phục, thương thế nguy cấp, không cho sơ thất, lúc này nhìn về tài quyết chi chủ, nhất thanh trầm hát. Tài quyết chi chủ hừ một tiếng, tuy không muốn nghe Hồng Bi Trần sai khiến, nhưng hiện tại vô luận như thế nào, hai người đều phải liên hiệp, mới có đối kháng Diệp Thần cơ hội. Thiên đường thánh quyền. Tài quyết chi chủ quả đấm đột nhiên nắm chặt, thần thánh ánh sáng, từ hắn quả đấm bên trong bộc phát ra, giống như hãn biển vậy, hướng Diệp Thần, Hồng Hà tiên tử hai người đánh tới. Diệp Thần cầm Long Uyên Thiên Kiếm, Hồng Hà tiên tử cầm Hoang Ma Thiên Kiếm, hai người song kiếm hợp bích, kiếm thế dị thường hung hãn, hung hăng cùng tài quyết chi chủ quyền phong, đụng vào nhau. Phịch, kiếm khí cùng quyền phong va chạm, ra ý liệu, lại là kỳ cổ tương đương. Diệp Thần, Hồng Hà tiên tử hai người, còn có tài quyết chi chủ, mỗi người lui về sau một khoảng cách. Ừ, Diệp Thần hơi sững sờ, hắn cùng Hồng Hà tiên tử song kiếm hợp bích, hai cây thiên kiếm uy lực chồng chung một chỗ, dự đoán tài quyết chi chủ hiện tại yếu ớt trạng thái cũng khó mà ngăn cản, nhưng đối phương lại có thể chặn lại. Nhưng gặp tài quyết chi chủ sau lưng, một viên thiên châu chậm rãi bay lên. Bữa trước châu linh quang bung ra, huyễn hóa ra ngày tận thế phương thuyền dị tượng. Chính là Phương Chu Thiên Châu. Giờ khắc này, Phương Chu Thiên Châu rạn nứt, linh khí không ngừng lưu tán. Lại có thể ép ta đến tình cảnh này, các ngươi cũng có thể kiêu ngạo.
tài quyết chi chủ thần sắc âm trầm, lúc đầu hắn dùng phương chu thiên châu hộ thân, chặn lại Diệp thần, Hồng Hà tiên tử song kiếm hợp bích. Chỉ là, viên này thiên châu, nhưng nghiêm trọng bị tổn thương, khó mà sử dụng nữa. Phải biết, phương chu thiên châu nhưng mà thập đại thiên châu một trong, 33 thiên thái thượng thần khí, giá trị vô cùng chân quý. Đối mặt Diệp thần hai người song kiếm hợp bích, tài quyết chi chủ nhưng là trả giá to lớn giá phải trả, mới khó khăn lắm ngăn trở. Chỉ có thể nói, hai cây thiên kiếm, trồng uy lực, chân thực cường hãn. Diệp thần cùng Hồng Hà tiên tử nhìn nhau, lại không có thừa thắng truy kích, bởi vì bị tài quyết chi chủ như thế chỉ hoãn một tí, Hồng Bi Trần đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Luân hồi chi chủ, ta ban đầu cố ý lôi kéo ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, vậy ngày hôm nay không có gì đáng nói, dùng võ đạo quyết sanh tử một cái. Ta đây muốn xem, ngươi còn thật có thể ngất trời. Hồng Bi Trần ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, thân thể ngự gió lên, thương thế hoàn toàn khôi phục dưới, cả người bạo phát ra nồng nặc ma khí. Vậy ma khí cổn đáng gian, mơ hồ hóa thành từng luồng trận văn, vờn quanh hắn toàn thân, khá là nguy nga. Tài quyết chi chủ thấy Hồng Bi Trần khôi phục, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, áp lực lớn giảm. Mà Diệp thần cùng Hồng Hà tiên tử, nhưng là vô cùng ngưng trọng. Thế cục, tựa hồ phải bị nghịch chuyển. Lâm Pháp Minh, Mạc Thanh Huyền, Tiêu Khinh Nhan các người, đều ở đây vô cùng khẩn trương nhìn. Một bên là Hồng Bi Trần cùng tài quyết chi chủ, một bên là Diệp thần cùng Hồng Hà tiên tử, hai bên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Ha ha, vạn khư nguy cơ còn không có đi qua, các ngươi ở chỗ này giết lẫn nhau, thì có ích lợi gì? Vừa lúc đó, một đạo lạnh nhạt cười tiếng vang lên. Nhưng gặp bầu trời phương xa, Tử Vi hơi thở lững lờ, có vận mạng sông dài hiển hóa đi ra. Một đạo phong tư lãnh ngạo bóng người, tòng mệnh vận sông dài bên trong nổi lên, lại là Huyền Cơ Nguyệt. Mà ở Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, Đế Thích Thiên cả người áo bào đen, tóc trắng tung bay, dửng dưng đi theo. Hai người ngự gió tới, trên khuôn mặt có vẻ rầu rĩ, tựa hồ hiểu rõ cái gì trọng đại biến cố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 310.